chương 1165, mảnh lân phiến thứ hai. Khánh Điển nhìn bóng dáng Liễu Nhạc Nhi và hóa vũ lân trong tay nàng, dường như rốt cuộc nhận ra thân phận của nàng, chẳng qua khi ánh mắt y nhìn lên người Hàn Lập, ánh mắt càng trở nên âm trầm hơn. Vị này là bằng hữu của ta, kính mong đạo hữu nhìn tín vật và nể chút tình mọn thiên hồ tộc, đừng so đo chuyện không vui lúc trước, để bọn họ theo ta vào thành. Liễu Nhạc Nhi thu hồi tín vật, cười nói. Khánh Điển nghe vậy, trên mặt lại lộ ra thần sắc diễu cợt, cười nói đã sớm nghe nói thiên hồ tộc các người ưa thích nhân tộc không rõ ràng, bây giờ xem ra, lời đồn này thật sự không sai. Người bên cạnh ngươi lẫn vào man hoang giới vực chúng ta tất nhiên không cho ai biết mục đích là gì, ngươi lại dốc hết sức bảo vệ hắn, chẳng lẽ muốn phản lại man hoang chúng tộc. Lời ấy của đạo hữu thật không có đạo lý, cứ như vậy quy kết lên đầu tiểu nữ, xin thứ cho ta không dám nhận. Liễu nhạc nhi nghe mấy lời này, thần sắc hơi đổi, không nhanh không chậm trả lời trong nội tâm nàng sớm đã biết rõ mức độ căm ghét nhân tộc của man hoang chúng tộc vậy mà tên này lại vạch trần thân phận nhân tộc của hàn lập rõ ràng là đang ép hàn lập vào đường chết quả nhiên lúc mọi người chung quanh nghe nói hàn lập là nhân tộc thần sắc trên mặt lập tức thay đổi có khuôn mặt đầy hoài nghi đánh giá trên dưới hắn có đôi mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào hắn ngay cả tang đồ và vân báo ở ngoài xe cũng nhìn qua với ánh mắt thần sắc phức tạp đối với thân phận hàn lập trong lòng bọn họ không phải không hoài nghi tới chỉ là sâu trong nội tâm không nguyện ý tán đồng thôi, một mặt bởi thực lực hắn, mặt khác, nếu không có hàn lập, bọn họ căn bản không có khả năng đến chấn hoang thành. Mà ngay trước đó không lâu, hàn lập còn ra tay cứu mạng, cho nên trong lòng bọn họ đối với hàn lập là sợ hãi, lại là kính sợ, lại thêm cảm kích. Các hạ gọi là khánh điển, cơm có thể ăn bừa, nói không thể nói bừa được, chân linh huyết mạch trên thân thể tại hạ không giả được, dựa vào cái gì lại nói ta là nhân tộc. Thần sắc trên mặt hàn lập không đổi, cười lạnh nói. Chuyện về huyết mạch, không phải chỉ có một phương thức là theo dòng dõi truyền thừa, từ xưa đến nay, nhân tộc vì tu luyện, sự tình đánh cắp huyết mạch yêu thú hay thậm chí huyết mạch chân linh cũng không hiếm thấy. Trên người ngươi mặc dù có chân linh huyết mạch, không có nghĩa ngươi thuộc man hoang chủng tộc chúng ta. Huống hồ vừa rồi khi nàng lấy ra hóa vũ lân, ngươi hoàn toàn không hành lễ. Bởi vậy có thể thấy, ngươi không kính sợ đối với chân linh vương, tuyệt không có khả năng là man hoang tộc chúng. Khánh Điển cười lạnh một tiếng, nói ra, Ngươi phân tích hoàn toàn chính xác, có mấy phần đạo lý. Đáng tiếc tất cả đều là suy đoán lung tung. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ta là gian tế nhân tộc phái tới, trên tay có thể có vật này sao? Hàn Lập nghe vậy, gật nhẹ đầu, vừa cười vừa nói. Đang nói, hắn lật bàn tay một cái, hào quang trong lòng bàn tay lóe lên, một vật hoàn toàn giống như đúc với vật liễu nhạc nhi lấy ra trước đó, hóa vũ lân xuất hiện ở trong tay hắn. Lại một mảnh hóa vũ lân, trong đám người có tiếng kinh hô không phải là giả chứ người này chẳng lẽ cũng là người được chân linh vương tín nhiệm mắt thấy việc này một lần nữa đám người kinh ngạc ngay cả liễu nhạc nhi cũng hiện lên thần sắc bất ngờ nhưng lần này trong đám đông chỉ có một số người kho mình hành lễ ngoài ra còn có một bộ phận không hề động đậy tựa hồ trong mắt mang mấy phần lo nghĩ hừ nói đùa gì vậy tín vật của ngươi nhất định là ngụy tạo tín vật chân linh vương tổng cộng truyền thừa bảy cái sao có thể trùng hợp như vậy ở chỗ này đồng thời xuất hiện hai cái thần sắc khánh điển cứng lại, lớn tiếng nói, vật này là thật hay giả, trong lòng đạo hữu chắc hẳn rõ ràng, người cũng đã nói, vật này tất cả cũng chỉ có 7 cái, thử hỏi ai có khả năng phỏng chế ra tín vật giống như đúc cả về khí tức lẫn bộ dáng. Liễu nhạc nhi nghiêm nghị nói, khánh điển nghe câu này hơi xứng lại một lát, nhưng vẫn không tránh ra. Đồ vật đã cho ngươi xem qua, nếu vẫn không tránh ra thì đừng trách ta không để ý tới mặt mũi khánh viên tộc các ngươi. Hàn lập cười lạnh nói, tốt, ta muốn xem, là ngươi có thể hủy mặt mũi khánh viên tộc ta, hay là ta có thể vạch trần bộ mặt thật của ngươi?" Khánh Điển giống như hạ quyết tâm, nói ra. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt có chút ngưng lại, liếc mắt nhìn một vòng bốn phía. Vừa rồi Khánh Điển cho thấy khoảnh khắc ngắn ngủi hơi sững lại, hơn phân nửa là được người nào âm thầm chỉ thị. Sau khi người kia nhìn thấy tín vật mà vẫn quyết định như cũ để Khánh Điển ra tay với mình, có lẽ hoàn toàn chắc chắn xác định thân phận nhân tộc của mình, có thể làm như vậy, quá nửa là tồn tại cấp bậc đại la vừa nghĩ đến đây hàn lập liền cẩn thận hơn mấy phần truyền âm nói với liễu nhạc nhi lát nữa nơi này nhất định sinh loạn thân phận của ta rất có thể sẽ bại lộ muội đi theo ta không an toàn về thiên hồ tộc của muội trước đi thoát thân xong ta sẽ nghĩ cách liên hệ thạch đầu ca ca nhạc nhi bây giờ không phải tiểu nha đầu năm đó chỉ biết trốn ở phía sau huynh yên tâm đi kể như đánh nhau muội cũng có sức tự vệ không cần nghĩ liễu nhạc nhi nhếch miệng cười một tiếng trực tiếp nói hàn lập nghe vậy trong lòng khẽ động nghĩ đến phía sau nàng chính là thiên hồ tộc, được xưng là một trong 16 đại hoang tộc man hoang giới vực, liền yên tâm mấy phần. Sắp chết đến nơi, còn không tự biết, nạp mạng đi. Khánh Điển thấy Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi nói chuyện thân thiết, trong lòng càng ngập tràn ghen tị, trong miệng chợt quát một tiếng, xông thẳng tới. Theo mỗi bước y bước ra, dưới chân đều hiện một vòng sáng đỏ sậm dập dần, toàn bộ tường thành cũng bị chấn động theo không thôi, đám người vây quanh xem náo nhiệt rối rít lùi lại phía sau, để chống khu vực ở giữa chỉ còn lại hai người Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, chỉ thấy hai mắt Khánh Điển trở nên đỏ ngầu, cả người trần trụi lộ ra lớp ra có nhiều đường vân cổ xưa màu đỏ thấm, trên đó truyền tới từng khí tức man hoang khát máu. Cùng lúc đó, thân hình thoáng cái liền lớn lên gấp đôi, không khoa trương như Khánh Sử, nhưng diện mạo y lại phát sinh thêm những thay đổi rõ ràng hơn, mũi rút ngắn, miệng lồi ra, hai cái răng nanh khổng lồ trong miệng dài ra, nhìn rất giống một con viên hầu đầu bạc, khuôn mặt dữ tợn mắt thấy nó xông đến gần hai mắt hàn lập đột nhiên chăm chú cũng sải bước ra che chắn liễu nhạc nhi sau lưng liễu nhạc nhi vừa định hành động gì đã cảm thấy một lực ẩn giấu nhu hòa đẩy cơ thể nàng về phía sau nhẹ nhàng hạ xuống bên ngoài mấy trăm trượng nhìn thấy hai tay hàn lập bỗng giơ ra phía trước lập tức tiếng sấm sét vang rền bốn phía từng luồng điện màu bạc điên cuồng tuôn ra hư không vặn thành hai cái ngân chảo lôi bằng to lớn trùng điệp đánh vào song quyền của viên hầu đầu bạc ầm ầm giữa một hồi điện quang tôn trào thiên sát chấn ngục công trong cơ thể Hàn Lập đồng thời thi triển ra, một thân lực đạo đều dồn vào cánh tay, hai tay chợt bắt lấy song quyền khánh điển, ra sức vặn một cái, muốn vặn nó ngã lăn xuống đất. Kết quả, dưới một cái vặn này, hắn liền cảm thấy thân hình đối phương lại vững như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Hừ, dám cùng ta so đấu lực đạo, thật là tự rước lấy nhục. Khánh điển cười lạnh một tiếng, song quyền bỗng thu lại, Hàn Lập thật sự khống chế không nổi, chỉ có thể mặc cho y rời tay. Trong lòng Hàn Lập hơi kinh ngạc, trong kinh chập thập nhị biến của hắn, lực lượng lôi bằng hoàn toàn không cường đại bằng sơn nhà cử viên, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, vậy mà tộc nhân Khánh Viên trước mắt này còn mạnh hơn mình. Không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, Khánh Điển liền một quyền đuổi sát tới, đập xuống đầu hắn. Trên người Hàn lập lóe lên điện quang màu bạc, thân hình bỗng nhiên biến mất dưới quyền Khánh Điển, rồi sau một cái chớp mắt liền vòng tới sau đầu y. Cùng lúc đó, tay hắn chật sáng thanh quang, một thanh thanh trúc phong vân kiếm hiện ra, thân kiếm đánh vang tiếng sét, điện quang màu vàng tuôn ra xuyên thẳng đến gáy khánh điển tốc độ chiêu này thực sự quá nhanh khánh điển căn bản không kịp quay người nhưng miệng y quát lớn một tiếng đường vân trên da ở gáy sáng lên hào quang lớp da trở thành màu đỏ óng ánh trong suốt trong nháy mắt chỉ nghe một tiếng nổ oanh kim quang nổ tung sáng rực rỡ vô số tia điện bắn ra tung tóe trông như vô số con rắn nhỏ màu vàng óng đang truyền bò tuôn về bốn phương tám hướng trong kim quang rực rỡ bỗng truyền ra một luồng ba động cổ quái một vòng sáng màu đỏ như máu từ đó đột nhiên xuyên ra tốc độ cực nhanh đánh về phía Hàn lập Hàn lập bỗng sợ vội ý nghịch chuyển chân ngôn bảo luân trong cơ thể thân hình trong nháy mắt lướt ngang đi song ánh sáng màu đỏ như máu kia liền bay vụt qua gần sát thân thể hắn đánh lên tường thành phía sau ầm ầm một tiếng vang thật lớn cả mặt tường thành vì đó chấn động Hàn lập chỉ thấy trên một bên bả vai mình truyền đến một cảm giác bỏng mãnh liệt khi liếc mắt nhìn lại liền phát hiện áo trên đầu vai hoàn toàn rách nát một mảng bờ vai trần trụi đỏ máu hiện ra hắn ngưng thần kiểm tra thấy một tầng nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi bám vào vai đang chảy xuôi xuống cánh tay hắn mà tầng chân cực chi mô mà hắn bao phủ ngoài thân cũng bị lực lượng này đốt xuyên qua hắn quay người lại nhìn sau lưng tường thành đã lõm thành một cái lỗ hổng bức tường cứng rắn không gì sánh được lại thêm pháp trận ra chỉ dường như cũng bị đốt xuyên nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn chảy xuôi theo khe gạch đá hàn lập nhíu mày Giơ một tay lên, một ngọn lửa màu bạc bám trong lòng bàn tay. Hắn chập ngón tay lại như dao, gọt vào đầu vai mình một cái, lớp nham thạch nóng chảy kia bị hắn nạo sạch dễ dàng. Thế nhưng, dù đã xử lý xong lớp bám vào vai, Hàn Lập vẫn cảm thấy một lực lượng cổ quái như có như không lưu lại ở miệng vết thương, khiến máu thịt nơi đó hồi phục cực kỳ chậm chạp. "Ca ca, không cần cùng người này so đấu man lực, Nhạc Nhi có thể giúp huynh một tay." Liễu Nhạc Nhi ngoài xa lên tiếng, Hàn Lập nhìn nàng lắc đầu. Gia hiệu mình không việc gì, không muốn nàng can thiệp vào. Cùng lúc đó, một lão giả tóc trắng, thân hình khom xuống đang đứng trên đỉnh tường thành, tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn Hàn Lập, mắt lão nhắm lại, miệng tự lẩm bẩm. Khí lực không tầm thường, lại còn tu luyện thời gian pháp tắc, mặc dù đa phần chỉ là chút da lông, nhưng coi như là trí tôn pháp tắc, điển nhi sợ rằng phải tốn nhiều sức lực. Làn da lão giả ngăm đen, chỉ có khuôn mặt thư sinh hơi trắng trẻo, trên đó đầy những nếp nhăn, nhìn có chút cổ quái. Khi tức cả người lão lại nội liếm vô cùng, đứng tại đó bất hiển sơn, giã bất lộ thủy. Lão còn đang cân nhắc, đã thấy hư không dưới thành bỗng trở nên vặn vẹo, như thể có một tầng xương mù màu đỏ như ẩn như hiện lan tràn tại đó. Ngay cả chiêu này cũng dùng tới, xem ra không có điều ngoài ý muốn gì. Trên mặt lão giả lộ vui vẻ, thì Thảo nói, chương 1166, gặp lại cố nhân. Lão giả nói xong liền thu hồi ánh mắt, giống như vừa mất đi hứng thú, xoay người bước về phía mép tường định bỏ đi nhưng vừa cất bước, lão bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lập tức khẽ mấp máy môi truyền âm cho Khánh Điển, nhân tộc kia sinh tử tùy ý, nhưng không thể đả thương người của thiên hồ tộc. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, lão mới chính thức rời đi. Được lão giả kia ngấm ngầm cho phép, Khánh Điển liền nhe răng cười lạnh, cặp răng nanh sắc nhọn nơi khóe miệng không khỏi lóe lên hàn quang. Hống, chỉ thấy gã đột nhiên há miệng, gầm lên một tiếng đinh tai. Cái miệng lớn như chậu máu phun ra một mảnh hào quang đỏ thẫm nhanh chóng biến thành một cơn lốc màu huyết hồng với hấp lực vô cùng cường đại, cấp tốc phủ lên thân Hàn Lập. Hàn Lập dường như dự đoán được điều bất thường từ trước, vì vậy đã sớm nghịch chuyển chân môn bảo luân trong cơ thể. Không chờ có lực lượng kia kịp trói buộc, thân hình hắn đã mơ hồ nhoáng lên tại chỗ rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng vừa động đậy một chút, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy nơi bả vai của mình chết lặng một hồi. Chỗ lúc trước bị nham thạch nóng chảy làm tổn thương thậm chí còn sinh ra một loại lực lượng mạnh mẽ, cổ quái không thể nào giải thích, tựa như đang hô ứng với luồng huyết quang khánh điển mới phun ra dù hắn chạy đến đâu loại lực lượng kia vẫn bám theo như hình với bóng hơn nữa vòng xoáy đỏ thẫm đang ở sau lưng hắn tùy thời sẽ ập đến bất cứ lúc nào thời gian dây dưa càng lâu loại lực lượng hấp dẫn này càng trở nên mãnh liệt tốc độ càn quét của vòng xoáy đỏ thẫm cũng tăng theo một cách chóng mặt rốt cuộc lực lượng này cũng bạo tăng đến độ pháp tắc thời gian của hàn lập không thể chống lại chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên một cái bị một lực vô hình lướt ngang lôi đi sình sạch, trực tiếp rơi vào trung tâm vòng xoáy đỏ thấm, quay cuồng một hồi rồi hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Ca ca, liễu nhạc nhi kinh hãi thét lên, nhưng đã muộn, nàng trừng mắt nhìn khánh điển, nhưng gã khánh điển này lại nhăn nhở cười sằng sặc với nàng, bộ dáng chẳng hề quan tâm. Đám người đứng xem xung quanh xôn xao một hồi, cũng không ít người kêu lên thổn thức, nhưng rốt cuộc không kẻ nào dám ho he. Sắc mặt tang đồ và vân báo hiện giờ đã sám ngoét cả hai sững sờ nhìn về phía hàn lập vừa biến mất rồi quay sang bốn mắt nhìn nhau trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc liễu nhạc nhi vừa lo lắng vừa tức giận từng bước từng bước tiến về phía khánh điển hàn lập lúc này đang ở trong một không gian cổ quái cả người lơ lửng giữa không trung xung quanh không ngừng cuộn lên từng trận gió nóng với thứ mùi tanh nồng vô cùng khó ngửi xông thẳng vào mũi hắn trước mắt hắn là một thác dung nham nóng chảy đang cuồn cuộn đổ xuống hồ nham thạch phía dưới trong hồ liên tục tỏa ra từng trận khí tức giận giữ bạo liệt. Hàn lập nhân mũi, định thần quan sát khắp nơi, hắn phát hiện không gian xung quanh không quá lớn, bốn phía là vách tường màu đỏ sậm. Trên vách tường còn có từng dòng nham thạch đỏ rực chảy xuôi xuống, lại còn phập phồng lên xuống tựa như vật sống vậy. Hắn sớm đã đầy một bụng nghi vấn, hai mắt liền biến thành màu tím âm, tiếp tục nhìn khắp bốn phía. Khi nhìn xuống bên dưới, hắn liền phát hiện vách đá nơi đó có điểm bất hợp lý, thậm chí còn nhìn thấy chi chít mạch máu mao quản, bên trong còn có từng sợi tiên linh lực đang nhẹ nhẹ chảy xuôi. Kỳ quái, chẳng lẽ đây là không gian trong bụng kẻ kia, không lẽ ta bị gia hỏa này nuốt chừng? Hàn lập vận dụng cửu u ma đồng dò xét một hồi, trong đầu chợt nảy sinh một ý niệm kỳ quái. Hắn gãi gãi cánh mũi, miệng thì thao lẩm bẩm. Trong lúc hắn đang sinh nghi, vách tường đỏ sậm bốn phía bỗng nhiên rung động kịch liệt, bắt đầu có rút chèn ép về phía hắn. Không gian xung quanh nhanh chóng trở nên chật hẹp, Dòng thác dung nham hừng hực trên đỉnh đầu hắn cũng đột nhiên bành trướng mãnh liệt, một luồng nham thạch nóng bỏng phủ xuống đầu Hàn Lập. Nội tâm Hàn Lập căng thẳng, hắn vung hai tay trái phải lên, phát ra thanh quang lập lòe, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhao nhao phóng ra. Thân kiếm đại phóng hào quang, lập tức phân chia thành vô số kiếm quang màu xanh tỏa khắp bốn phương tám hướng. Nhất thời, mảnh không gian nhỏ hẹp dường như chỉ còn lại kiếm khí tung hoành, kiếm quang tràn ngập bốn phía. Nhưng bất kể kiếm quang lăng lệ ác liệt đến đâu, Vách tường xung quanh vẫn không mảy may suy chuyển, bộ dáng vô kiến bất tồi. Vách tường đỏ sẫm không ngừng co rút lại làm cho phạm vi hoạt động của Hàn Lập ngày càng bị thu hẹp. Hắn không thể tiếp tục duy trì mảnh kiếm quang dày đặc nữa, mà lập tức thu hồi khiến cho kiếm ảnh nhao nhao biến mất vô ảnh vô tung. Dòng nham thạch nóng chảy rốt cuộc đã đổ ập lên đầu hắn. Hàn Lập chợt cảm thấy như có trọng lực thiên quân vạn mã phủ đầu đánh xuống, thân thể hắn đột nhiên trùng xuống, rơi vào giữa hồ nham thạch nóng chảy bên dưới. Cả người lập tức bị dung nham hừng hực bao phủ, cảm thấy toàn thân bỏng rát như bị lửa thiêu. Hắn biết rõ một khi không gian này triệt để khép kín, bản thân tất nhiên sẽ bị phong ấn ở giữa hồ dung nham này. Mặc dù trong chốc lát chưa hẳn đã gây tổn thương đến tính mạng, nhưng ai dám chắc sau đó sẽ không có biến cố nảy sinh. Vẫn đang trong lúc cân nhắc, chợt Hàn Lập vung một tay chĩa thẳng lên trời. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lại phóng ra rồi hợp lại thành một. Thế kiếm như thanh long xuất động, từ mặt hồ nghênh ngang phóng vụt lên, cường hãn đẩy lui vách tường đang co lại xung quanh, mở ra lối thoát. Thân hình hàn lập nhoáng lên như tia chớp, từ dưới hồ bay vọt lên lao về phía lối thoát duy nhất kia. Một tay hắn hiện đã cầm theo huyền thiên hồ lô từ lúc nào. Miệng hồ lô tỏa hào quang xanh thấm, trực tiếp hút lấy dòng nham thạch nóng chảy đang đổ lên đầu hắn. Không bị dòng dung nham nóng chảy kia ngăn trở, tuy không khí xung quanh vẫn nóng bỏng vô cùng, nhưng đã vô pháp ngăn cản hàn lập tiến lên. Sau khi bay một mạch khoảng trăm trượng, rốt cuộc Hàn Lập cũng thoát khỏi không gian đang co rút kia. Thân hình hắn nhấp nhô vài lượt rồi đáp một bãi đất trống nho nhỏ. Phía trước bãi đất trống chính là dòng nham thạch nóng chảy đang từ trên cao rủ xuống. Thân hình Hàn Lập mơ hồ nhoáng lên, thuận thế mượn lực của Huyền Thiên Hồ Lô bay xuyên qua dòng thác. Hắn lập tức phát hiện phía sau còn tồn tại một khu vực trống trải hơn nữa. Trước mặt hắn lúc này chỉ có sừng sững hai cây thạch trụ trắng ngà, với từng trận ba động cấm chế đang lan tỏa khắp xung quanh. Ha ha, có vẻ đã tìm được đường ra. Hàn Lập cảm thấy vui vẻ, liền thu hồi thanh trúc phong vân kiếm và huyền thiên hồ lô. Ánh mắt hắn đổ dồn lên hai cây thạch trụ, tay gãi gãi cầm, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Trong lúc này, ở bên ngoài cổng thành, Liễu Nhạc Nhi đang giơ ngón tay chỉ mặt Khánh Điển, lớn tiếng chất vấn. Ngươi giấu ca ca ở chỗ nào? Vì sao ta không cảm ứng được khí tức của hắn? Tiểu tử kia đã bị ta nuốt vào không gian trong bụng rồi, nhất thời nửa khắc sẽ bị nguyên hỏa dung nham làm cho tan chảy ngươi tất nhiên sẽ không thể cảm giác được khí thức của hắn. Tiểu muội muội chỉ bằng hãy nhận ta làm ca ca đi, sao hả? Hắc hắc, Khánh Điển hé mắt nhìn Liễu Nhạc Nhi cao chưa đến thắt lưng gã, cười tà tà. Đáng thương, quả thật rất đáng thương. Liễu Nhạc Nhi nghe xong, chẳng những không hề kinh hoàng, ngược lại còn thở dài một hơi, buông lời thương hại. Khánh Điển vốn tưởng rằng Liễu Nhạc Nhi đang nói về Hàn Lập, nhưng thấy thần sắc nàng biến hóa như vậy, trong lòng liền cảm thấy có chút không đúng ngươi dám nuốt thạch đầu ca ca của ta vào bụng vậy hãy chuẩn bị hối hận đi không phải nói rằng dù ngươi hối hận cũng đã muộn đáng thương liễu nhạc nhi bỗng nhiên gật gù giọng nói mang theo vẻ châm chọc tinh quái khánh điền nghe xong liền cảm thấy hoảng hốt thầm nghĩ sắp có chuyện không ổn nhưng đột nhiên miệng gã phát ra tiếng nổ vang tiếp đó xuất hiện một mảnh ô quang một thân ảnh xám xịt thình lình xuất hiện rồi mãnh liệt bổ nhào về phía khánh viên đánh cho gã một quyền trao đảo thiếu chút nữa đã ngã sắc mặt xuống đất. Miệng gã hổ ạt phun ra máu tươi, một chiếc răng nanh lập tức bị đánh văng đi, giống như một thanh loan đao sáng loáng, cắm ngập vào tường thành. Phập một tiếng, mảnh ô quang vừa rời khỏi miệng khánh điển liền nhanh chóng biến lớn. Hào quang thu liếm, để lộ thân hình ma thần ba đầu sáu tay. Hàn lập hiện đang thúc giục chân linh huyết mạch đến cực hạn, khiến cho những kẻ đứng xung quanh vừa trông thấy đã nảy sinh tâm lý xúc động muốn chiều bái từ đáy lòng. Ta biết ngay ngươi không có chuyện gì mà. Liễu Nhạc Nhi gặp phải bộ dáng này của Hàn Lập, Tuy không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng vẫn vui mừng chào đón hắn. Hàn Lập khẽ gật đầu với Liễu Nhạc Nhi, rồi lập tức quay sang nhìn Khánh Điển bên kia. "Không, khóe miệng Khánh Điển bê bết máu tươi, nhìn chiếc răng nanh đang cắm trên tường, trong lòng gã dâng lên một loại phẫn nộ đến mất cả lý trí. Hai chiếc răng nanh này vốn được gã sử dụng vô số kỳ chân dị vật tế luyện biết bao nhiêu năm tháng, hiện đã gần như tương đương với tiên khí lục phẩm. Chính là bảo vật phong cấm trọng yếu của Không Gian trong cơ thể gã." nhưng giờ đã bị hàn lập ngạnh xanh đánh gãy một chiếc, khác nào mở ra cánh cửa rộng. Muốn chữa trị ắt phải trả giá đại giới, bảo gã làm sao nuốt được cơn giận này. Tiểu tử, người phải chết, khánh điển giết lên cay độc, toàn thân đại thịnh huyết quang. Thân thể cuồng trướng, trong nháy mắt đã cao hơn tường thành. Chỉ thấy những đường vân đỏ thấm cấp tốc lan tràn khắp thân thể khổng lồ của gã, cùng với đôi đồng tử đã triệt để biến thành màu huyết hồng. Quanh thân bắt đầu có một lớp xương mù li ti màu hồng phấn tràn ra, thoạt nhìn giống như bản thể khánh viên hiện thế hàn lập thấy vậy không tiếp tục áp chế khí tức bản thân nữa toàn lực vận chuyển chân linh huyết mạch và thiên sát trấn ngục công thân hình cấp tốc biến lớn không hề thua kém khánh điển đám người đứng xem thấy vậy liền biết hai kẻ này chuẩn bị đánh nhau sống chết lập tức nhao nhao lùi xa nhưng đúng lúc này chợt có một thân hình bay vọt qua thành mà đến từ trên trời giáng xuống đứng trên đầu vai khánh điển khánh điển bị người này giẫm mạnh một cái thân hình lập tức trùng xuống Gã rất nhanh nâng một trường, định vỗ lên vai mình. Kết quả, gã vừa nhìn thấy chân dung người kia thì lập tức trở nên thanh tỉnh, cấp tốc thu hồi một trường kia. Sau đó, thân hình gã thu nhỏ lại trong nháy mắt, rất nhanh phục hồi nguyên trạng. Hàn Lập liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện người vừa đứng trên vai Khánh Điển là một thanh niên nam tử dáng người cao ngất, dung mạo phong lưu tuấn lãng. Người này mặc pháp bào màu trắng, mái tóc cũng dài trắng như tuyết, đầu đội ngọc quan đính đầy châu báu, thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm hàn đạo hữu đã lâu không gặp nam tử tuấn lãng tươi cười chủ động cất tiếng chào hỏi hàn lập nhất thời không nhận ra người này nhưng xem xét khí thức đối phương trong chốc lát liền giật mình ngẩn ra người này không phải ai xa lạ chính là kẻ trước đây bị giam giữ trong tuế nguyệt tháp lợi kỳ mã đám đông vừa thấy lợi kỳ mã hiện thân liền nhau nhao biến sắc đồng loạt ôm quyền hành lễ với y kể cả khánh điển hay liễu nhạc nhi cũng không phải là ngoại lệ cả hai đều không dám chậm trễ chút nào Nghĩ đến miếng hóa vũ lần kia, Hàn Lập lập tức đoán được thân phận của lợi kỳ mã. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại hình dáng bình thường. Khánh Điển giờ đây đã tỉnh táo thêm vài phần, mắt thấy dường như lợi kỳ mã và Hàn Lập là chỗ quen biết, gã không dám tiếp tục lỗ máng, chỉ lặng lẽ đứng ở một bên với vẻ mặt do dự. Chương 1167, chuyện Cố Thiên Hồ. Lợi Kỳ Mã đạo hiếu, xem ra thân phận của ngươi thật không đơn giản. Năm đó từ biệt, Nói không đến Man Hoang giới vực các ngươi, không ngờ quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn tới. Hàn lập lập tức cười một tiếng, ôm quyền nói, lúc trước để lại Hóa Vũ Lân cho ngươi, chính vì biết có ngày ngươi đến Man Hoang sẽ phải dùng đến. Hiện tại xem ra, cảm giác lúc trước là đúng, Hàn đạo hữu ngươi và Man Hoang chúng ta có duyên đấy. Lợi Kỳ Mã cũng cười ha ha, nói đến Hóa Vũ Lân, hình như dùng cũng không tốt lắm, vừa rồi ta lấy ra, lại bị người ta vô cáo là giả, thiếu chút nữa trở thành đồ vô xỉ chuyên đi lừa bịp bị hợp lực tấn công, Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, liếc qua Khánh Điển, nói ra với thâm ý. Lợi Kỳ Mã nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại, cười nói, ta nghĩ trong này chắc chắn có hiểu lầm. Khánh Điển đạo hiếu, ngươi nói đi. Thiếu chủ nói rất đúng, đều là, đều là hiểu lầm. Khánh Điển che lấy bên gương mặt bị gãy răng nanh, liên tục đáp lại. Nếu đã hiểu lầm, bây giờ giải thích là xong, ngươi nên thu hồi răng gãy trước, lão tổ nhà ngươi chắc hẳn có cách tu bổ. Lợi Kỳ Mã vừa cười vừa nói. Vâng, mắt Khánh Điển lóe lên vẻ không cam lòng, lên tiếng. Sau đó, hắn xoay người đi tới tường thành, nhổ chiếc răng gãy của mình xuống rồi cứ thế mà đi. Ngày trước mời Hàn Đạo Hữu đến đây, người chưa từng đáp ứng, hôm nay lại chủ động tới cửa, hẳn là có chuyện gì. Nếu là điều gì ở đây có thể giúp được một tay, xin cứ nói thẳng, không cần khách khí. Lợi Kỳ Mã thu hồi ánh mắt nói với Hàn Lập, Hàn Lập nghe vậy, sau khi hơi do dự vẫn đem sự việc Tiểu Bạch nói cho Lợi Kỳ Mã. Gã nghe xong, thần sắc hơi đổi, ánh mắt đầy sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói, vậy mà thân mang huyết mạch mặc nhãn tỷ hưu. Nếu thật như vậy, việc cứu tình nó không phải hàn đạo hiếu thiếu chúng ta nhân tình, mà là man hoang chúng ta thiếu người một cái thiên đại ân tình. Tiểu bạch và ta quan hệ không phải bình thường, chỉ cần có thể cứu nó là tốt rồi, cái gì ân tình với không ân tình đều là việc nhỏ. Ánh mắt hàn lập ngưng lại, thần sắc trịnh trọng nói ra. Tốt tốt tốt, đã như vậy, hàn đạo hữu người lập tức theo ta vào thành, ta lập tức dẫn người đi bát hoang sơn gặp chân linh vương. Lợi kỳ mã suy nghĩ một phen, mở miệng nói ra. Hàn lập nghe vậy, lại có vẻ hơi trần chờ Thế nào, hàn đạo hữu còn lo lắng gì? Lợi kỳ mã hỏi, chuyện gặp mặt chân linh vương không thể coi thường, ta đi đường mệt mỏi mà đến, hôm nay lại gây ra động tĩnh lớn như vậy ở cửa ra vào trấn hoang thành này, thật sự hơi dối ren Không bằng ngày khác đi gặp mặt được không? Mặt hàn lập vui vẻ, từ chối cho ý kiến nói. Cũng không sao, vậy trước hết ngươi về phủ đệ của ta nghỉ ngơi chờ ngươi chuẩn bị xong ta lại mang ngươi đi gặp chân linh vương lợi kỳ mã nghe trong lời hàn lập hàm ý từ chối lập tức đáp thiếu chủ ca ca và ta hôm nay là xa cách từ lâu mới gặp lại lúc trước ta đã mời huynh ấy đi thiên hồ tộc chúng ta lúc này liễu nhạc nhi ở bên bỗng mở miệng nói tiểu tử vậy mà là chỗ quen biết cũ với tiểu tiên nữ thiên hồ tộc diễm phúc không ít lợi kỳ mã nghe vậy có chút bất ngờ nhìn về phía hàn lập đầu tiên cười một trận sang sảng rồi lập tức hạ giọng, nói nhỏ. Đạo hữu hiểu, hiểu lầm, chúng ta chỉ là, hàn lập còn chưa nói hết, lợi kỳ mã đã khoát tay ngắt lời hắn, ném cho hắn một ánh mắt kiểu như gã hiểu hết rồi, không cần giải thích. Hàn lập thấy vậy không biết làm sao, liễu nhạc nhi lại chỉ che miệng khẽ cười. Đúng rồi, hai bộ tộc ngân giác tê và vân văn hổ dù chỉ là tộc nhỏ xa xôi, nhưng bọn họ phát hiện tiểu bạch trước tiên, một đường hộ tống chúng ta tới đây, công lao khổ lao đều có hàn lập chỉ đội xe phía sau nói yên tâm đi ta sẽ tự sắp xếp cẩn thận hai tộc bọn họ sau này đất phong và tài nguyên yêu đãi sẽ không thiếu lợi kỳ mã liếc qua đội xe đằng xa vừa cười vừa nói vậy làm phiền hàn lập khẽ ôm quyền nói sau đó hắn giải thích cho hai người tang đồ một tiếng rồi để bọn chúng đi cùng lợi kỳ mã hai bộ tộc vừa trải qua những thăng trầm bây giờ có thể coi như phong hồi lộ chuyển tự biết cơ hội thăng tiến trong tầm tay đối với hàn lập càng mang ơn hơn cố nén đau đớn, đứng lên khấu bái. Gần lúc chia tay, Hàn Lập lấy mảnh hóa vũ lân kia đưa cho lợi kỳ mã, nói vật về chủ cũ. Người cầm đi, sau này ta sẽ chiêu cáo xuống, vật này là ta tự mình tặng, sẽ không xuất hiện chuyện không vui như hôm nay. Lợi kỳ mã hơi ái náy nói, Hàn Lập suy nghĩ chút rồi cũng không cự tuyệt, một lần nữa thu lại. Sau khi đợi mọi người rời đi, Hàn Lập mới cùng Liễu Nhạc Nhi chậm rãi đi vào thành trong ánh mắt hâm mộ cực kỳ của đám đông xung quanh. Ca ca, vừa rồi vì sao huynh phải truyền âm cho muội để cho muội nói những lời kia huynh và thiếu chủ không phải quen biết cũ sao hà tất phải từ chối ý tốt của y liễu nhạc nhi đi bên cạnh hàn lập có chút kỳ quái nói mặc dù ta và y quen biết nhưng lại không hiểu sâu hơn nữa thân phận của y đặc thù ta hơi hoài nghi mục đích năm đó y đưa ta hóa vũ lân tất nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm hàn lập lắc đầu trả lời một vài lời hắn còn không nói ra đối với vị chân linh vương kia hắn cũng có chút không yên lòng Dự định đến Thiên Hồ tộc xong tìm hiểu tin tức liên quan tới vị này rồi quyết định đến gặp mặt đối phương hay không. Ca ca lại nói, huynh làm sao quen biết với thiếu chủ? Liễu Nhạc Nhi lại hỏi, cái này nói ra dài dòng lắm, đúng rồi, mọi người gọi y là thiếu chủ, điều này là sao? Hàn Lập hỏi ngược lại, y là hậu duệ chân linh vương Bạch Trạch, dĩ nhiên chính là thiếu chủ. Nghe nói trước đây một mực phiêu bạt bên ngoài, chỉ hơn trăm năm trước mới trở về man hoang, mà khi trở về liền rất được coi trọng ngay cả tộc trưởng thấy y cũng phải gọi một tiếng thiếu chủ. Liễu Nhạc Nhi giải thích, thì ra là thế, trước kia thật sự nhìn không ra. Hàn Lập gật nhẹ đầu, thì thảo nói, ca ca, những năm này tộc trưởng luôn luôn cố ý phong tỏa tin tức của huynh, không để cho muội biết. Nhưng muội vẫn có biện pháp lén lút nghe ngóng, biết huynh một đường đi qua rất nhiều tiên vực, trong lúc đó còn làm ra không ít đại sự ẩm ý. Muội cảm thấy lo lắng, nhưng quả thực có chút hâm mộ. Liễu Nhạc Nhi cười danh mãnh, thấp giọng nói, trên đường, thời gian thư giãn, thoải mái thì ít, đa phần đều bị người ta đuổi giết phải chạy thoát thân, có gì tốt để hâm mộ sao? Hàn lập nhân mày, khó hiểu nói, tự do à, ở lại trong tộc an toàn, nhưng mà thực sự nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, thì lại nghe tộc trưởng nói rông dài truyền đạo. Ngược lại muội rất nhớ thời gian năm xưa lưu lạc cùng huynh. Liễu nhạc nhi phiền muộn nói, nếu có thể được an ổn, an ổn vẫn là tốt hơn. Tu tiên, tu tiên, tu chính là tiên đạo, cầu được trường sinh, không phải lang bạt kỳ hồ, cả ngày lo sợ không yên. Hàn Lập cũng không u sầu, chậm rãi đáp, Liễu Nhạc nhi nghiêng đầu nghe Hàn Lập nói, cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Hai người vừa trò chuyện như vậy, vừa đi về chỗ ở Thiên Hồ tộc. Giáng chiều tà đã chiếu xuống đầu thành, sắc trời cũng tối dần. Ban đêm, Hàn Lập theo Liễu Nhạc nhi đi đến trước một tòa kiến trúc lớn ở nơi nào đó dưới Bát Hoang Sơn. Kiến trúc nơi đây dùng một loại vật liệu màu xanh biếc kiến tạo thành, có phần không giống với tòa thành đá màu đen kia. Phong cách cũng hoàn toàn khác nhau, đồ án linh thú hoặc phù điêu có thể nhìn thấy khắp nơi. Ở nơi cao nhất của tòa kiến trúc màu xanh này còn có một pho tượng cửu vĩ cự cử hồ màu trắng đồ sộ, cao hơn một đoạn so với kiến trúc chung quanh. Pho tượng ngẩng đầu, thét dài lên bầu trời. Hàn Lập nhìn cửu vĩ cự cử hồ màu trắng kia, nhíu mày. Pho tượng tản mát ra một khí tức khó hiểu cực lớn, áp chế rất nhiều chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn, vận chuyển có chút không thông suốt. Thạch đầu ca ca nơi đây là trụ sở của thiên hồ tộc chúng ta tại bát hoang sơn. pho tượng này là tượng thánh thiên hồ thánh tổ. bên trong ẩn chứa một tia chân linh huyết mạch của thánh tổ sẽ sinh ra một chút tác dụng áp chế đối với những lực lượng huyết mạch tộc đàn khác. huynh thu liếm lại chân linh huyết mạch trong cơ thể là được. liễu nhạc nhi chú ý tới thần sắc hàn lập thay đổi, vội vàng nói. hàn lập nghe vậy, thầm vận thiên sát chấn ngục công thu liếm chân linh huyết mạch, chỉ để lại lực lượng huyết mạch lôi bằng, cảm giác không thông suốt kia lập tức tiêu giảm hơn nửa. thiên hồ thánh tổ. Tên gọi Liễu Kỳ, sắc mặt Hàn Lập khẽ động, hỏi, ca ca làm sao huynh biết Liễu Kỳ lão tổ, trong thiên hồ tộc bây giờ cũng không có bao nhiêu người biết lão tổ tồn tại. Liễu Nhạc Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngẫu nhiên nghe người ta nói qua, Hàn Lập nhìn thấy thần sắc Liễu Nhạc Nhi, trong lòng hơi động, không nói cho Liễu Nhạc Nhi tình hình thực tế, hời hợt đáp. Liễu Kỳ lão tổ cũng không phải thiên hồ thánh tổ, thánh tổ năm đó là một trong tám đại chân linh vương, nhưng về sau vô cớ mất tích năm đó liễu kỳ lão tổ chính là tuyệt thế thiên tài thiên hồ tộc có hy vọng thừa kế tất cả lực lượng huyết mạch thiên hồ thánh tổ trở thành thiên hồ chân linh vương tân nhiệm đáng tiếc sau này lão tổ cũng vô cớ mất tích thiên hồ tộc của muội lúc này mới suy vi đến nay liễu nhạc nhi thở dài nói ra hàn lập nghe những lời này sắc mặt bình tĩnh sâu trong nội tâm lại suy nghĩ nhanh mọi thứ hắn và liễu kỳ lão tổ gặp nhau tại hôi giới cùng với hồ tam ở chung nhiều phen thấy được rất nhiều nghe cũng rất nhiều Lúc đầu hắn vẫn cho là đã hiểu khá rõ tình hình thiên hồ tộc, cho nên mới cùng Liễu Nhạc Nhi đến nơi này nghe ngóng, hiện tại xem ra, tự mình vẫn chỉ biết tin tức vô cùng phiến diện. Huynh xem muội, nói với ca ca chuyện này để làm gì? Đi thôi, muội dẫn huynh đi gặp tộc trưởng một lát, hai người trước kia đã gặp qua, lão nhân gia người thực lực cao tuyệt, đối đãi hậu bối cũng rất hiền lành, chỉ là tương đối coi trọng trưởng ấu tôn ti, lát nữa ca ca nói chuyện cung kính một chút, không chừng có thể có một phen cơ duyên đấy liễu nhạc nhi nhìn thấy hàn lập mặt không biểu tình cho rằng hắn không có hứng thú đối với sự tình thiên hồ tộc lập tức chuyển câu chuyện nháy nháy mắt với hàn lập có chút thần bí nói ra trong lòng hàn lập khẽ động trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng nam tử trung niên áo trắng năm đó ở man hoang giới vực đã cứu mình nhưng lại nghiêm lệnh cho mình không được tiếp xúc với liễu nhạc nhi quá trình năm đó hai người gặp nhau cũng không hề vui vẻ tuy nhiên người kia coi như đã cứu mình một lần theo lý phải đến bái kiến vì vậy liền gật đầu chương 1168 căm thù, liễu nhạc nhi thấy Hàn Lập gật đầu, liền cao hứng mang theo Hàn Lập đi tới phía trước, rất nhanh đi đến lối vào một khu kiến trúc. Nhạc nhi tiểu thư, tại cửa vào, đứng đấy bốn tên hộ vệ mặc chiến giáp màu xanh, tay cầm vũ khí, nhìn thấy liễu nhạc nhi tới, cung kính thi lễ với nàng. Hàn Lập thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, thực lực bốn tên hộ vệ này đều không yếu, đạt đến kim tiên trung hậu kỳ, lại cung kính với liễu nhạc nhi như thế. Xem ra địa vị liễu nhạc nhi tại thiên hồ tộc không thấp, như vậy hắn cũng yên lòng. Liễu Nhạc Nhi cũng không để ý tới mấy người, bước nhanh vào bên trong, tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi, trên thân còn lưu lại mấy phần hoạt bát đáng yêu năm đó. Hàn Lập đang muốn cất bước đuổi theo, nhưng bốn tên hộ vệ kia lại duỗi vũ khí ra ngăn cản đường đi của hắn. Phía trước là trọng địa, các hạ dừng bước, Hàn Lập nhíu mày, dừng bước lại, các người đang làm gì đó. Liễu Nhạc Nhi chú ý tới tình huống phía sau, lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy vẻ băng xương, quát lên. Nhạc nhi tiểu thư, xin thứ cho chúng ta vô lễ, nơi đây là trụ sở thiên hồ tộc, vị đạo hữu này cũng không phải là người thiên hồ tộc chúng ta, muốn đi vào cần được mục trưởng lão cho phép. Một tên hộ vệ mặc thanh giáp có tu vi cao nhất chắp tay thi lễ với liễu nhạc nhi một cái, không kiêu ngạo không tự tin nói. Hừ, hắn là ca ca của ta, ta sẽ nói rõ với mục trưởng lão, hiện tại các ngươi đều lui cho ta. Liễu nhạc nhi lạnh lùng nói ra, nhạc nhi tiểu thư, chúng ta phụng mệnh trông coi nơi đây, xin đừng để cho chúng ta khó xử thủ lĩnh hộ vệ hơi im lặng, nhưng vẫn như cũng không có nhường đường. Hỗn trướng, liễu nhạc nhi giận dữ, ngọc thủ chụp một cái. Một cỗ quang mang xám trắng giống như cuồng long phi quyển tuôn ra, cuốn lấy binh khí trong tay mấy người, hất lên. Con mắt hàn lập hơi sáng lên, đồng thời có chút khó tin. Liễu nhạc nhi tựa hồ đeo một loại bảo vật nào đó che giấu tu vi trên người, vừa mới gặp mặt không thể phát giác được tu vi cảnh giới của nàng, giờ phút này mới nhìn rõ. Thực lực liễu nhạc nhi hôm nay vậy mà đã đạt tới thái ất cảnh, mặc dù chỉ là thái ất sơ kỳ, nhưng năm đó ở linh hoàn giới nàng có thực lực gì chứ, so với mình tranh lệch cách xa vạn dặm, vậy mà giờ ẩn ẩn đuổi kịp mình. Bốn tên hộ về kia đồng thời khẽ quát một tiếng, trên thân tỏa sáng hào quang, nắm chặt binh khí trong tay. Tu vi bốn người mặc dù chỉ là kim tiên cảnh, nhưng tựa hồ tinh thông một loại hợp kích chi thuật nào đó, thân hình nhanh chóng đứng xen vào nhau, quang mang hộ thể tỏa ra trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, bắn ra một cỗ khí tức cường đại, vậy mà chặn lại một trảo đầy uy lực của Liễu Nhạc Nhi, nhưng khóe miệng cả đám đều chảy ra máu tươi. Liễu Nhạc Nhi vừa mới tiến giai thái ất cảnh, nguyên khí trong cơ thể cũng chưa vững chắc, một kích không thể đắc thủ, gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống, quang mang xám trắng trên thân tăng vọt, đang muốn ra tay nặng hơn. Tất cả dừng tay, vào thời khắc này, một thanh âm uy nghiêm vang lên, đồng thời một cỗ cự lực trống giống xuất hiện giữa Liễu Nhạc Nhi và bốn tên hộ vệ, tách bọn họ ra một lão giả áo xám tóc hoa dâm ánh mắt sắc bén trống rỗng xuất hiện hàn lập nhìn lão giả áo xám này trong mắt lóe lên tinh quang âm thầm thôi động lôi bằng huyết mạch chi lực che giấu thân phận nhân tộc của mình lão giả áo xám này có bề ngoài xấu xí khí tức lại huyên thâm rõ ràng là một vị đại la cảnh mục trưởng lão bốn tên hộ vệ vội vàng thu hồi binh khí không người thi lễ với lão giả áo xám mục trưởng lão liễu nhạc nhi cũng thi lễ theo hiện tại người các tộc tề tụ tại bát hoang sơn các ngươi lại động thủ tại cửa vào trụ sở, còn ra thể thống gì chứ? Lão giả áo xám lạnh giọng khiển trách, chúng thuộc hạ biết tội, chỉ là nhạc nhi tiểu thư mang theo người lạ này xông vào trụ sở, cử động lần này không hợp quy củ, chúng ta mới ra tay ngăn cản. Thủ lĩnh hộ vệ lập tức nói, mục trưởng lão, hắn là ca ca của ta, trước kia đã cứu tính mạng ta, không phải là ngoại nhân. Liễu nhạc nhi lập tức nói ra, được rồi, tất cả mọi chuyện ta đã biết, các ngươi tiếp tục thủ vệ nơi đây. Nhạc nhi, Mang theo vị ca ca này của ngươi vào đi." Lão giả áo xám đưa tay ngăn Liễu Nhạc Nhi nói, phân phó với bốn tên hộ vệ một tiếng, lại lườm Hàn Lập một cái, trong con mắt hiện lên một tia quang mang không dễ phát giác, tựa hồ trào phúng, sau đó quay người đi vào bên trong. Hàn Lập nhìn thấy thần sắc lão giả áo xám, khẽ nhíu mày một cái, nhưng không nói gì, cùng Liễu Nhạc Nhi tiến vào đại môn. Rẽ qua mấy hướng, ba người đi vào một gian đại sảnh tráng lệ. Những cái bàn đặt trong sảnh này đều dùng tài liệu quý hiếm chế thành xem ra nơi đây là chỗ tiếp khách nhạc nhi huyết tự đại hội chẳng mấy chốc nữa sẽ tổ chức hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất mỗi một khắc đều phi thường trọng yếu với ngươi sao lại tùy ý ra ngoài làm trễ nải nhiều thời gian như vậy tộc trưởng sẽ không cao hứng còn không mau về thiên hồ điện đi lão giả áo xám tiến vào đại sảnh lập tức sắc mặt trầm xuống nói ra hàn lập nghe lời này ánh mắt chấp lên vẫn không lên tiếng vâng nhạc nhi biết sai chỉ là ca ca đi vào bát hoang sơn ta thỉnh cầu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sẽ cố gắng luyện công gấp bội, sẽ không chậm trễ đại sự. Liễu Nhạc Nhi hơi cúi đầu, lập tức thỉnh cầu, có chậm trễ đại sự hay không, người Há có thể phán đoán. Việc này quan hệ đến hưng suy thiên hồ tộc ta, một tơ một hào đều không được khinh thường, người bây giờ lập tức trở về thiên hồ điện, vị ca ca này của ngươi cứ để ta tiếp đãi. Lão giả áo xám nói ra, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn tới hàn lập một cái. Lông mày Liễu Nhạc Nhi nhíu lại, mặt lộ vẻ trần trờ. Nhạc Nhi, nếu có đại sự bận rộn, không cần phải bồi tiếp ta." Hàn Lập hơi suy nghĩ, cười nhạt nói, "Vậy được rồi, ca ca ngươi ở chỗ này đợi, tuyệt đối không được rời đi, chờ huyết tự đại hội kết thúc là ta rảnh rỗi rồi." Liễu Nhạc Nhi với ánh mắt ôn nhuận nhìn Hàn Lập, sau đó dặn dò lão giả áo xám hảo hảo chiếu cố Hàn Lập, lúc này mới bước nhanh rời khỏi đại sảnh. Trong sảnh rất nhanh chỉ còn lại hai người Hàn Lập và lão giả áo xám. "Tại hạ," hà, Hàn Lập càng dụng tâm thôi động lôi bằng huyết mạch chi lực, đồng thời chắp hai tay, đang tính tự giới thiệu. Hàn đạo hiểu, chuyện của ngươi lão phu đã biết rõ, loại thủ đoạn nhỏ che giấu này không cần dùng nữa, ngươi có thể lừa gạt được những tộc đàn bên ngoài kia, nhưng không lừa được thiên hồ tộc chúng ta. Lão giả áo xám cắt ngang lời nói Hàn Lập, đánh giá trên dưới Hàn Lập, mặt cười lạnh nói. Nếu mục trưởng lão đã biết thân phận Hàn Mỗ, vậy cũng vừa vặn, ta cũng tiết kiệm chút khí lực. Hàn Lập nghe lời này, đuôi lông mày khẽ động, lập tức thản nhiên cười một tiếng, tán đi lôi bằng huyết mạch trong cơ thể, từ tốn nói. Trong lòng của hắn lại thở dài, hắn cho rằng dựa vào quan hệ của mình và Liễu Nhạc Nhi, còn có giao tình với Hồ Tam, đến thiên hồ tộc nghe ngóng một ít chuyện sẽ khá thuận lợi. Không ngờ thiên hồ tộc vẫn như cũ không hoan nghênh hắn, giống y năm đó. Hàn đạo hiểu, giờ phút này ngươi đến thiên hồ tộc ta định làm gì? Lão giả áo xám nhìn thấy Hàn Lập không kiêu ngạo không tự ti như vậy, dáng vẻ ngang hàng luận giao với lão, trong mắt lóe lên một tia không vui, thần tình trên mặt lạnh hơn nói. Mục trưởng lão yên tâm, hàn mỗ mặc dù là tu sĩ nhân tộc, cũng không có ác ý với các tộc man hoang, lần này đi vào bát hoang sơn, ngẫu nhiên gặp lại nhạc nhi, cho nên mới đến thiên hồ tộc chơi, nếu chủ nhà không hoan nghênh, vậy hàn mỗ cáo tử. Hàn lập đứng lên, đi ra phía bên ngoài, nhưng bóng người hoa lên một cái, lão giả áo xám trống rỗng xuất hiện trước người hàn lập, ngăn trở đường đi. Thiên hồ tộc là chỗ người nói đến là đến muốn đi thì đi à trước tiên nói rõ mục đích của ngươi tới đây rồi hãng tính. Lão giả áo xám cười lạnh, trên thân đại thịnh quang mang xám trắng, ngăn trở lối ra đại sảnh. Các hạ có ý gì? Muốn bắt giam ta, sắc mặt hàn lập cũng lạnh xuống, lòng bàn tay giấu ở trong tay áo im ắng hiện ra năm đám hoa văn lôi điện, hình thành một cái hình khuyên, ẩn ẩn hình thành một lôi điện pháp trận. Những năm qua trên đường đi, hắn một mực tế luyện tuế nguyệt thần đăng và lĩnh hội thông thiên kiếm trận, nhưng luôn luôn nghiên cứu một vật, lâu dài cũng sẽ sinh ra cảm giác mỏi mệt. Thế là mỗi lần tâm thần mệt mỏi, hắn lại lấy ra bộ ngũ lôi chính pháp chân kinh kia lật xem một phen, có tác dụng thư giãn tinh thần. Bộ chân kinh này ẩn chứa rất nhiều tin tức, Hàn Lập trước đó cũng xem không kỹ, trên đường lại lật xem kỹ hơn, xem có đạt được gì không. Cái để hắn mừng rỡ nhất là, ở trong đó hắn tìm được một môn lôi truyền chi thuật, có cùng hiệu dụng với lôi quang pháp trận của hắn. Bất quá so với lôi quang pháp trận do lôi vân tử tự sáng tạo, về sau lại được hắn tinh tu cải biến, môn lôi truyền chi thuật này lại tinh thâm ảo diệu hơn nhiều. Hàn Lập cẩn thận nghiên cứu qua môn lôi truyền chi thuật này, về sau lấy ra chỗ tinh diệu trong đó, dung nhập vào trong lôi quang pháp trận và trận pháp truyền tống câu lôi mộc của mình, khiến cho hai môn bí thuật truyền tống này tinh tiến hơn rất nhiều, chẳng những khoảng cách kéo dài hơn rất nhiều, thời gian cần để truyền tống cũng giảm mạnh. Nhất là trận pháp truyền tống câu lôi mộc và lôi truyền chi thuật hết sức phù hợp, hai bên kết hợp thi triển ra cơ hồ trong nháy mắt có thể truyền tống đi, Trận pháp truyền tống câu lôi mục đã bị kỳ ma tử hủy đi, bất quá những năm qua Hàn Lập lại dùng vật liệu lôi điện khác luyện chế ra một bộ, đã bố trí một chỗ kín đáo trên đường. Cũng chính bởi vì có bộ trận pháp truyền tống lôi điện này, hắn mới dám mạo hiểm đi vào bát hoang sơn. Không chỉ là bộ trận pháp lôi điện này, giờ phút này thời gian pháp tắc trong cơ thể Hàn Lập cũng âm thầm câu thông trưởng thiên bình trước ngực, để phòng vạn nhất trận pháp truyền tống lôi điện bị ngăn cản, hắn lập tức thi triển trưởng thiên bình vượt qua thời không đào tẩu. Mặc dù khi triển năng lực vượt qua thời không cần tiêu hao thời gian pháp tắc tinh ti, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với mất mạng. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi đang mưu đồ cái gì, ngươi biết nhạc nhi bây giờ được thiên hồ tộc ta dốc lòng vun bồi, muốn lợi dụng ân huệ nho nhỏ lúc trước của ngươi với nàng, ý đồ kiếm chắc chỗ tốt đúng không? Đáng tiếc ngươi tìm nhầm đối tượng rồi, thiên hồ tộc chúng ta cũng không dễ bị lừa gạt như lợi kỳ mã thiếu chủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, quang mang xám trắng trên thân tăng vọt, đang tính động thủ. Hàn lập nghe lời này, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng không có ý động thủ với lão giả áo xám này, tính kích phát trận pháp truyền tống lôi điện rời đi. Mục trưởng lão, dừng tay, vào thời khắc này, một thanh âm uy nghiêm vang lên. Lập tức hư không trong đại sảnh khẽ động, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là nam tử trung niên áo trắng năm đó ở man hoang giới vực Hàn lập từng gặp mặt một lần. Tộc trưởng, lão giả áo xám vội vàng ngừng tay, không người thi lễ với nam tử áo trắng. mà Hàn lập nhìn người nọ, còn người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng cũng ngừng thôi động lôi điện pháp trận, lại âm thầm nhấc lên tiên linh lực trong cơ thể. lần trước gặp mặt người này, tu vi hắn còn thấp, mặc dù cảm thấy thực lực người này cường đại, nhưng không phán đoán cụ thể. bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới thái ất đỉnh phong, có thể cảm ứng được thực lực cường đại của nam tử áo trắng, vượt xa xích mộng và diệu pháp tiên tôn kia. mặc dù so với hắc thiên ma tổ còn không bằng, lại ẩn ẩn có thể đánh đồng. Trong đầu Hàn Lập nhớ lại ban đầu ở hôi giới, Hồ Tam và Liễu Kỳ Lão Tổ nói chuyện, thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể hắn cũng lặng yên vận khởi. Mà trên trường thiên bình lóe lên quang mang, một đôi mắt giống như hạt đậu xanh nổi lên, nhẹ nhàng chấp động, tùy thời chuẩn bị xuyên không. chương 1169, xem thường như vậy. Mục trưởng Lão, Hàn Lập là huynh trưởng Nhạc Nhi, người sao có thể đối xử vô lễ như vậy, nếu để hoang tộc khác biết được, chắc chắn chế diễu đạo đãi khách của thiên hồ tộc chúng ta, người xuống trước đi, ta tiếp đãi vị hàn đạo hữu này. Nam tử áo trắng thản nhiên nói với lão giả áo xám. Tộc trưởng, tình huống nhạc nhi hiện tại, người này xuất hiện ở bát hoang sơn bây giờ, nhất định dụng ý khó dò, có mưu đồ khác, không thể không đề phòng. Lão giả áo xám biến sắc, vội vàng nói, ta tự có chủ ý, người xuống trước đi. Nam tử áo trắng khoát tay ngắt lời lão giả áo xám. Vâng, lão giả áo xám vẫn còn không cam lòng, chừng mắt nhìn hàn lập rồi mới đi ra ngoài. Hàn lập nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi tiến cảnh tu vi nhanh như vậy, thật là hiếm thấy. Nam tử áo trắng quay người nhìn Hàn lập, đánh giá trên dưới một phen, mỉm cười nói: Liễu Thanh tộc trưởng khách khí, chúc thực lực ấy sao có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi? Hàn lập chắp tay đáp lại: A, à, ngươi biết tên của ta? Mặt Liễu Thanh lộ vẻ hơi kinh ngạc, ngẫu nhiên nghe người ta nhắc qua. Hàn lập không muốn nói ra sự tình ở hôi giới, hơi hợt nói. Mục trưởng lão có vài vị con cháu bị tu sĩ nhân tộc giết chết, nên oán hận rất sâu đối với tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa bây giờ nhạc nhi bận tu luyện một môn bí thuật để ứng đối huyết tự đại hội sau này. Can hệ trọng đại, mục trưởng lão lo lắng sẽ loạn, cho nên mới có hành vi quá kích như vậy, mong người thứ lỗi một hai. Liễu Thanh cũng không truy vấn, hơi gật đầu nói ra. Tại hạ sao dám, Hàn lập lắc đầu nói, dù mục trưởng lão nói chuyện bộc trực, nhưng cũng là tình hình thực tế. Hàn lập, Nhạc Nhi đã không còn là Nhạc Nhi trước kia, nói thật với ngươi, nàng thân mang huyết mạch trí cao của thiên hồ tộc, đến lần huyết tự đại hội tới, càng thêm một bước lên trời. Hàn đạo hiểu ngươi mặc dù là huynh trưởng Nhạc Nhi, nhưng đó là chuyện cũ lúc phàm trần, mà ngươi chỉ là một tu sĩ nhân tộc, so với Nhạc Nhi trung quy không cùng một thế giới, ngươi có thể hiểu rõ chứ. Liễu Thanh đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện, hai mắt chăm chú nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói. Hàn Lập nghe lời này, tùy thần sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng lại có cảm giác tức giận đến hộp máu thì ra liễu thanh và lão giả áo xám kia đều xem mình là loại người thấy liễu nhạc nhi phát đạt dựa vào quan hệ trước kia ý đồ tới cửa đòi một chỗ tốt giống như ăn xin lại nói từ khi bước vào tu tiên giới đến nay hắn chưa bao giờ bị người ta xem thường như vậy người tình hình trước mắt không ổn ở cửa thành xung đột với khánh viên tộc thân phận sắp bại lộ tìm nhạc nhi cầu cứu cũng là chuyện thường tình nhưng hiện tại nhạc nhi cần chuyên tâm tu luyện không thể để ngoại vật quấy nhiễu như vậy đi, ta có thể đặt cách cho ngươi chờ đợi ở chỗ thiên hồ tộc này, đến khi tổ chức huyết tự đại hội. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ bảo đảm an nguy cho ngươi. Nhưng sau huyết tự đại hội, vẫn xin ngươi lập tức rời bát hoang sơn. Đương nhiên, nếu ngươi còn có yêu cầu gì thì có thể nói, chỉ cần ngươi cam đoan, ngày sau tuyệt không dây dưa với nhạc nhi. Liễu Thanh thấy Hàn Lập nhất thời không nói, cho rằng hắn đang toan tính, liền tiếp tục nói. Liễu tộc trưởng lo lắng dư thừa, Hàn mỗ tu vi dù không cao, nhưng chưa bao giờ tham lam đồ của người khác, an toàn của ta, cũng không cần quý tộc lo lắng, hàn mỗi lần này gặp mặt nhạc nhi, đơn thuần chỉ ôn lại chuyện cũ. Còn về sau chúng ta sẽ gặp hay không thì mặc ý trời, cáo từ. Hàn lập tính khí dù tốt đến mấy cũng không thể nhẫn nại tiếp, lạnh giọng cắt ngang lời Liễu Thanh, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Liễu Thanh khẽ nhăn mày lại, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, tay áo hơi động, như thể muốn làm cái gì, sau một khắc chợt dừng lại, nhìn ra phía ngoài. Mặc dù Hàn Lập đang đi ra bên ngoài, hơn nửa tâm trí vẫn đặt ở sau lưng, cảm giác được cử động liễu thanh, hắn cũng nhìn bên ngoài, dừng bước chân lại. Đúng lúc này, hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Một người trong đó là lợi kỳ mã, người còn lại là một vị nam tử trung niên mặc trường bào trắng như tuyết, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, thật sự tuấn lãng bất phàm, chính là bạch trẻ chân linh vương. Vương thượng, sao ngài sao lại tới đây? Vì sao không thông chi hạ thần, an bài chu đáo tiếp đón? liễu thanh bước nhanh nghênh đón cung kính nói với nam tử trung niên mặc tuyết bào kia vương thừa hàn lập khẽ giật mình lập tức lập tức minh bạch thân phận nam tử trung niên mặc tuyết bào sắc mặt hơi tái nhợt sở dĩ hắn đến thiên hồ tộc vì tìm hiểu thực lực vị chân linh vương này xem có nên quyết định theo lợi kỳ mã đến gặp không nào ngờ hắn còn chưa có bất kỳ thu hoạch gì bên này đối phương đã tìm đến tận cửa hàn lập nhìn nam tử trung niên mặc tuyết bào trước mặt trên người đối phương không tản mát khí thức cường đại nhưng trong lòng hắn vẫn có những cảm giác sợ hãi khó hiểu. Tình huống như vậy, Hàn Lập chỉ cảm nhận trên thân một số ít người như âm thừa toàn, giải đạo nhân sau khi thức tỉnh hay ma chủ. Liễu tộc trưởng không cần đa lễ, lần này ta tới vì một việc riêng, không cần để ý nhiều nghi thức xã giao như vậy, sự tình ta tới đây, người cũng đừng nói với người khác. Bạch Trạch từ tốn nói, vâng, không biết phương thượng tới đây có chuyện gì, hạ thần lập tức đi thực hiện, Liễu Thanh nghe vậy hơi biến sắc, sau đó lập tức nói. Việc này cũng không liên quan gì đến Thiên Hồ tộc, ta tới gặp vị Hàn tiểu hữu này." Bạch Trạch nhìn về phía Hàn Lập, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Liễu Thanh nghe câu nói này, hơi sững sờ, ngạc nhiên nhìn Hàn Lập. Tại hạ Hàn Lập, tham kiến Bạch Trạch tiền bối." Hàn Lập lườm lợi kỳ mã một cái, sau đó chắp tay thi lễ với Bạch Trạch. Trên đường đến Bát Hoang Sơn, hắn dĩ nhiên đã hỏi rõ tính danh chân linh vương. "Hàn đạo hữu, ta báo sự tình tiểu Bạch cho phụ vương biết, người lập tức sai ta dẫn đi tìm ngươi." Không làm ngươi phiền nhiễu chứ? Lợi Kỳ Mã thấy ánh mắt Hàn Lập, mỉm cười, nói sơ lược qua việc bọn đi tới đây từ đầu đến cuối. Không có, Bạch Trạch Tiền bối chịu thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp mặt, là vinh hạnh của tại hạ. Hàn Lập thầm cười ngược, trên mặt lại mỉm cười nói ra. Ngươi từng có ân cứu mạng đối với Tiểu Nhi, là bản tộc thiếu ngươi một cái nhân tình, không cần khách khí như vậy. Nghe nói bản thân ngươi mang chân linh huyết mạch, cũng chung nguồn gốc không ít với bản tộc. Bạch Trạch nhìn Hàn Lập mỉm cười nói, tiền bối, tại hạ dù là tu sĩ nhân tộc, trong cơ thể lại ẩn chứa nhiều loại chân linh huyết mạch, nhưng cơ bản đều là thu hoạch khi ở hạ giới, từ khi phi thăng chân tiên giới, chưa bao giờ tạo thành nguy hại với các tộc man hoang giới vực. Hàn lập trần chờ một chút, nói ra, Hàn đạo hữu không cần lo lắng, chuyện của ngươi, phụ vương cũng đã biết, địch nhân lớn nhất của các tộc man hoang giới vực chúng ta chính là thiên đình. Bây giờ Hàn đạo hữu người bị thiên đình truy nã gay gắt, tục ngữ nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Huống chi hàn đạo hữu người đưa tiểu bạch về bát hoang sơn, đối với các tộc man hoang chúng ta càng là đại ân, nên người cứ việc yên tâm. Lợi kỳ mã cười nói, hàn lập nghe lời này, thấy khuôn mặt bạch trạch mỉm cười, trong lòng hơi buông lỏng. Liễu thanh nghe ba người nói chuyện, trong lòng cả kinh, không khỏi âm thầm hối hận về thái độ đối đãi với hàn lập lúc trước. Trong lòng hắn suy nghĩ những ý niệm này, nhưng hành động cũng không thất thố, cung kính dẫn bạch trạch và lợi kỳ mã vào đại sảnh, mời bạch trạch nhận chủ tọa lúc này hàn lập đứng ở gần cửa đại sảnh nhưng không vào hàn đạo hữu sao không đến ngồi lợi kỳ mã nhìn thấy hàn lập vẫn đứng ở cửa ra vào kỳ quái hỏi nơi đây là nơi của thiên hồ tộc kẻ tu sĩ nhân tộc như hàn mỗ sao dám ngồi bừa không bị đuổi ra đã là vạn hạnh hàn lập khẽ thở dài từ tốn nói hả chuyện gì xảy ra vậy lợi kỳ mã nhìn về phía liễu thanh bạch trạch cũng nhìn lại vương thượng thiếu chủ đều là chuyện nhỏ hàn đạo Hiếu Liễu Mỗ lúc trước đối với người có chút hiểu lầm nhỏ, xin hãy tha lỗi. Mặt Liễu Thanh nóng lên, vội vàng đáp, sau đó đi tới bên cạnh Hàn Lập, lúng túng chắp tay nói. Hàn Lập thầm cười lạnh, nhưng cũng không hoàn toàn vạch mặt Liễu Thanh, dù sao thực lực Liễu Thanh hơn xa hắn, ôm quyền chắp tay, nhưng không lên tiếng. Liễu tộc trưởng, ta có mấy lời cần nói với vị Hàn tiểu hữu này, ngươi lui xuống trước đi. Bạch Trạch đột nhiên mở miệng, như thể chỗ ở của Thiên Hồ tộc này là nhà mình vậy. Vâng liễu thanh chẳng những không bất mãn chút nào mà còn cung kính đáp ứng bước nhanh ra ngoài mấy năm nay thiên đình không ngừng dùng nhiều lý do xâm nhập man hoang giới vực toàn bộ các tộc man hoang nhờ bạch trạch vương thống lĩnh mới có thể miễn cưỡng chống lại thiên đình bạch trạch đã trở thành chủ chung của các tộc man hoang uy nghiêm cực cao liễu thanh nhanh chóng rời khỏi đại sảnh đi vào một đại điện gần đấy tộc trưởng đã xử lý xong hàn lập kia chưa một tên nhân tộc cũng dám đến man hoang giới vực còn dám kiếm ăn trên đầu thiên hồ tộc chúng ta Thật không biết sống chết, ngài xử lý hắn như thế nào? Lão giả áo xám kia ở ngay đây, thấy Liễu Thanh tiến đến, vội vàng nghênh đón. Liễu Thanh nhìn lão giả áo xám, một cỗ tà hỏa bốc lên trong lòng, nặng nề hừ một tiếng. Lúc trước hắn bận rộn ở Thiên Hồ Điện, nghe thuộc hạ báo cáo Hàn Lập tới trụ sở Thiên Hồ tộc, từ chỗ khác đến, không hiểu rõ tình huống Hàn Lập. Khi Liễu Thanh quát lão giả áo xám lui lại, hai người trao đổi thần niệm trong nháy mắt, y cẩn thận hỏi thăm lão giả áo xám tình huống Hàn Lập biết Hàn Lập chỉ đi cùng hai tiểu tộc man hoang tới bát hoang sơn, không có bối cảnh đặc thù gì mới quyết định từ chối theo ý lão giả áo xám, đuổi Hàn Lập khỏi bát hoang sơn, không ngờ tin tức lão giả áo xám nói lại sai lầm đến mức này. Tộc trưởng, thế nào? Lão giả áo xám thấy thần sắc Liễu thanh như vậy, nhất thời khẽ giật mình. Người vừa nói, Hàn Lập theo chân ngân giác tê tộc và vân văn hổ tộc tới bát hoang sơn, cũng không có bối cảnh gì khác. Liễu Thanh đưa tay mở ra vài màn sáng cấm chế, lúc này mới trầm giọng Hỏi, Đúng vậy, một tên tu sĩ nhân tộc như hắn ở bát hoang sơn có thể có bối cảnh lai lịch gì, tuy nhiên hình như hắn và thiếu chủ quen biết. Lão giả áo xám trần chờ một chút, hơi ấp úm nói. Nếu ngươi biết hắn và thiếu chủ quen biết, vì sao không nói cho ta? Liễu Thanh lạnh lùng hỏi, cái này, kể cả người này và thiếu chủ quen biết, cũng không sao, tộc trưởng cũng biết, tính cách thiếu chủ ngây thơ lỗ máng, thích kết giao lung tung, vương thượng vì điều này nhiều lần gian dạy y, Hàn Lập kia có lẽ là thiếu chủ quen biết vớ vẩn ở ngoài. Lão giả áo xám nhìn thấy sắc mặt Liễu Thanh khó coi, lúc này mới cảm thấy sự tình không ổn, ngập ngừng một chút, tiếp tục biện giải cho mình. Thối lắm, Liễu Thanh đột nhiên đứng dậy quát lớn, nhưng lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Ngồi xuống ghế, nhắm mắt không nói. Lão giả áo xám giật nảy mình, không dám nói gì, cúi đầu đứng qua một bên. Chương 1170, thức tỉnh, ta mặc kệ người thống hận tu sĩ nhân tộc thế nào, không ưa hàn lập kia thế nào, về sau gặp lại hắn, nhất định phải khách khí, không được có bất kỳ xung đột gì với hắn, rõ chưa? Liễu Thanh rất nhanh mở to mắt, chậm rãi nói ra. Cái gì, ý của ngài là hàn lập kia vẫn còn trong tộc ta? Lão giả áo xám nghe lời này, lông mày nhịn không được dựng thẳng lên. Lời ta vừa mới nói, người nghe không hiểu à, có cần ta lặp lại một lần nữa không? Trong mắt Liễu Thanh hơi híp lại, lãnh mang trong mắt bắn ra bốn phía, không khí trong đại diện liền giảm đột ngột không, không cần, thuộc hạ minh bạch, trong lòng lão giả áo xám run lên, vội vàng đáp ứng. Liễu Thanh lại hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới lão giả áo xám nữa. Vừa rồi lão đáp ứng bạch trạch, không nói chuyện trong đại sảnh ra, cho nên cũng vô pháp nói rõ nguyên nhân với lão giả áo xám, hy vọng lão giả áo xám có thể lính hội, bằng không lão đành phải sử dụng thủ đoạn cường ngạnh A. Liễu Thanh không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh lại đứng lên, đi ra phía ngoài. Trong đại sảnh tiếp khách của thiên hồ tộc, Nghe nói Hàn Tiểu Hữu lần này tới bát hoang sơn còn mang theo một con tỳ hưu, không biết có thể để ta xem một chút không? Sau khi Liễu Thanh rời đi, Bạch Trạch lập tức nói với Hàn Lập. Đúng vậy, tiền bối chờ một lát, ý niệm trong lòng Hàn Lập nhanh quay ngược trở lại, dù sao việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác, liền gật đầu nói, phất tay đem Tiểu Bạch từ trong không gian hoa chi ra ngoài. Tiểu Bạch vẫn như cũ lâm vào hôn mê, không nhúc nhích. Quả nhiên là mặc nhãn tỳ hưu, hơn nữa còn là huyết mạch của hắn tốt tốt tốt, quả nhiên là lão thiên có mắt. Bạch Trạch nhìn thấy tiểu bạch, cặp mắt sáng lên, thì thào nói ra, ẩn ẩn có vẻ kích động. Tiền bối nhận ra tiểu bạch, bây giờ nó lâm vào hôn mê, ta đã thử cứu tỉnh, đáng tiếc một mực không thể thành công. Hàn lập lắc đầu, nói ra, nó gọi là tiểu bạch, tên cũng rất chuẩn xác, nếu như ta không nhìn lầm, hắn là hậu duệ của hảo hữu trí giao ta mặc nhãn tỷ hưu. Mặc nhãn tỷ hưu năm đó bị mấy tên đạo tổ thiên đình vây công, chết oan chết uổng, không ngờ hắn vẫn còn lưu lại hậu nhân. Hàn Tiểu Hữu, đa tạ người đem nó đến Bát Hoang Sơn. Còn thương thế tiểu Bạch, bây giờ ở trong man hoang này, sợ là chỉ có mình ta mới trị liệu được. Bạch Trạch gật gật đầu với Hàn Lập, biểu thị lòng biết ơn. Tiểu Bạch là bằng hữu của ta, bây giờ nó thụ thương hôn mê, ta đưa nó tới đây trị liệu, vốn là việc nên làm. Hàn Lập gật gật đầu, nói ra, hắn không ngờ giữa Bạch Trạch và mặc Nhãn Tỳ Hưu lại có tầng quan hệ này, vậy an toàn của mình càng thêm bảo đảm bạch trạch thấy hàn lập không kể công tươi cười lộ ra một tia thưởng thức sau đó phất tay phát ra một tia sáng trắng kéo tiểu bạch đến trước người mình sau đó gã lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu trên đan dược có từng đường vân màu trắng tản mát ra ba động khí thức kỳ lạ có chút tương tự với đạo văn trên đạo đan nhưng lại có chỗ khác biệt những đường vân màu trắng này phát hỏa thành đồ án một đầu dị thú màu trắng nhìn khá tương tự với hình dáng tiểu bạch biến thành tỷ hưu hàn lập nhìn thấy đan dược màu đỏ như máu kia con mắt hơi sáng lên, đang muốn nhìn kỹ. Bạch Trạch bấm tay điểm vào cầm tiểu bạch, tiểu bạch lập tức mở miệng ra, bạch Trạch cong ngón tay búng ra, đan dược màu máu lập tức hóa thành một đạo huyết quang, bay chuẩn xác không sai vào trong miệng tiểu bạch. Bạch Trạch lại bấm tay điểm lên trán tiểu bạch, đầu ngón tay hiện ra một đoàn tinh quang lóa mắt, vô số phù văn màu đen ở trong đó chấp động ra, kịch liệt quay cuồng, liên tục không ngừng tràn vào trán tiểu bạch. Tiểu bạch một mực không động đậy chút nào, thân thể đột nhiên rung lên, đồng thời tản mát ra từng vòng từng vòng bạch quang, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn rất nhỏ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không mở ra. Hàn lập thấy cảnh này, trong lòng hơi gấp, nhưng cũng không tùy tiện tiến lên quấy giày. Bạch trạch bấm niệm pháp quyết, liên tục biến ảo mấy cái thủ ấn, cuối cùng một trường vỗ nhẹ vào chán tiểu bạch, sau đó thu hồi thủ trưởng. Mắt hàn lập sáng lên, trên chán tiểu bạch nhiều ra một đạo ngấn đen mơ hồ, nhìn có chút kỳ lạ. Ngấn đen này trước kia khẳng định là không có, đoán chừng là vừa rồi do bạch trạch thi pháp làm ra. Mà giờ khắc này thân thể tiểu bạch run lên, bạch quang quanh người cũng mãnh liệt lóe lên, lập tức khôi phục bình tĩnh, sau đó mí mắt nó khẽ động, từ từ mở mắt ra. Tiểu bạch, người đã tỉnh, Hàn Lập bước nhanh lên nói, chủ nhân, tiểu bạch nhìn thấy Hàn Lập, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, xoay người muốn đứng lên, bất quá nó vừa mới tỉnh thức, thân thể còn chưa khôi phục, lảo đảo một cái muốn ngã xuống, may mắn Hàn Lập đỡ kịp. Người thủ thương không nhẹ, đừng vội cử động, Hàn Lập nói ra, "Chủ nhân, gặp được ngươi thật tốt, lão đại bị người cửu nguyên quan bắt đi rồi, ta liều chết mới trốn thoát, ngươi nhanh đi cứu nàng." "A, à, đây là địa phương nào? Thân thể Tiểu Bạch còn chưa khôi phục, miệng đã khôi phục, lập tức lớn tiếng ồn ào. Nơi này là Man Hoang Giới vực, chuyện kim đồng ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng ra." Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lập tức chân an Tiểu Bạch, đồng thời phất tay phát ra một cỗ tiên linh lực tinh thuần, trợ Tiểu Bạch khống chế thân thể Tiểu Bạch được Hàn Lập tương trợ, lập tức đứng lên, nhìn qua Lợi Kỳ Mã và Bạch Trạch bên cạnh, khẽ giật mình. Bạch Trạch cũng nhìn Tiểu Bạch, mặt lộ vẻ tươi cười ôn hòa. Ngươi lần này có thể thức tỉnh, may mắn nhờ có vị Bạch Trạch tiền bối này, còn không mau cảm ơn tiền bối. Thanh âm Hàn Lập vang lên bên tai Tiểu Bạch, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tiểu Bạch gật đầu cảm ơn Bạch Trạch, ta và phụ thân ngươi chính là bạn cũ, đây chỉ là việc nhỏ, ngươi gọi là Tiểu Bạch hả? Còn nhớ chuyện phụ thân của ngươi không? Bạch Trạch hỏi, phụ thân, ta có phụ thân sao? Tiểu Bạch sững sờ, xem ra phụ thân ngươi đã phòng ấn trí nhớ của ngươi rồi, cũng đúng, nếu ngươi có những ký ức kia, tất nhiên sẽ tìm thiên đình báo thù, chỉ sợ không thể nào bình yên sống đến giờ. Ánh mắt Bạch Trạch sáng lên, tự lẩm bẩm, tiền bối, có phải người biết thân thế lai lịch của ta? Tiểu Bạch biến sắc, con mắt nhìn chằm chằm Bạch Trạch, khẩn cấp hỏi. Ta vừa mới nói xong, ta và phụ thân ngươi chính là bạn tri kỷ, thân thế của ngươi ta tự nhiên biết rõ, bất quá bây giờ không phải lúc nói cho ngươi biết, qua thời gian sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Bạch Trạch từ tốn nói, tiểu bạch nhân mày lại, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Bạch Trạch, đang muốn truy vấn, trong tai lại vang lên thanh âm hàn lập, bảo nó không được hỏi nhiều, cứ nghe theo Bạch Trạch phân phó. Hàn tiểu Hữu tiểu bạch hiện tại mặc dù đã thức tỉnh, nhưng nguyên khí trong cơ thể vẫn chưa khôi phục, để cho ta dẫn nó trở về, hảo hảo điều trị cho nó một chút. Bạch Trạch quay người nói với Hàn Lập, đa tạ hảo ý tiền bối, Bất quá ta và Tiểu Bạch ở chung đã lâu, đối với việc điều trị thân thể nó cũng có chút tâm đắc, cũng không cần làm phiền tiền bối. Ý niệm trong lòng Hàn Lập chuyển động, trần chờ một chút, sau đó cắn răng cự tuyệt nói. Bạch Trạch mặc dù cho hắn cảm giác không sai, nhưng để gã mang Tiểu Bạch đi, hắn vẫn không yên lòng. Cũng tốt, nếu như thế, Tiểu Bạch liền giao cho ngươi. Bạch Trạch thấy Hàn Lập thực tình chiếu cố Tiểu Bạch, mỉm cười, gật đầu nói. Trong khoảng thời gian Hàn Tiểu Hữu ở tại bát hoang sơn này, Ngươi chiếu cố một chút, chớ để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Bạch Trạch lập tức nói với Lợi Kỳ Mã bên cạnh. "Vâng, phụ vương." Lợi Kỳ Mã vội vàng đáp ứng. Bạch Trạch gật gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái biến mất, không biết đi nơi nào. Nhìn thấy Bạch Trạch biến mất, tâm thần Hàn Lập căng cứng âm thầm buông lỏng. Tiểu Bạch nhìn Hàn Lập, lại nhìn Lợi Kỳ Mã một chút, đối với tình huống trước mắt còn chưa triệt để rõ ràng, bất quá giờ phút này lại có người ngoài, nó thức thời cũng không hỏi nhiều. Hàn Đạo Hữu xem ra phụ vương lão nhân gia ngài có ấn tượng với người không tệ, ta chưa bao giờ thấy ông ta chiếu cố người khác như vậy. Bạch Trạch vừa đi, thần sắc lợi kỳ mã cũng trầm tĩnh lại, vui cười nói. Tiền bối hậu ái, tại hạ có chút sợ hãi. Hàn Lập nói ra, sợ hãi cái gì, phụ vương cũng không giống như liễu thanh những người kia, sẽ không tính toán với ngươi, cứ yên tâm đi. Lợi kỳ mã vỗ vỗ bả vai Hàn Lập, cười to nói. Ý tại hạ không phải như vậy. Hàn Lập nghe vậy nhìn quanh, vội vàng lắc đầu nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa, tiếp theo hàn đạo hữu có tính toán gì không? Huyết tự đại hội còn một đoạn thời gian nữa mới tổ chức, vị tiểu bạch này nếu là hậu duệ mặc nhãn tỷ hưu đại nhân, cũng phải tham gia mới được, đối với nó có lợi rất lớn. Mà ta nhìn ý tứ phụ vương, tựa hồ cũng muốn lưu ngươi lại tham gia đại hội. Lợi kỳ mã cười khoát tay áo, sau đó nói, bạch trạch tiền bối lưu ta lại tham gia huyết tự đại hội. Hàn lập nghe vậy khẽ giật mình, nhớ lại thần thái lời nói bạch trạch vừa rồi, Sắc thực có ý lưu hắn lại. Mặc dù bạch trạch tiền bối thịnh tình mời, bất quá nơi này ta còn có chút sự tình cần dò xét rõ ràng, không thể lập tức trả lời ngươi. Hắn hơi trầm ngâm, nói ra, kim đồng bây giờ rơi vào tay cửu nguyên quan, trước tiên hắn cần phải tìm hiểu tin tức cụ thể từ tiểu bạch, mới có thể đưa ra quyết định có nên tiếp tục lưu lại man hoang không. Đương nhiên có thể, vậy hàn đạo hữu kế tiếp lưu lại thiên hồ tộc, hay theo về chỗ ở của ta. Ánh mắt lợi kỳ mã sáng lên, cười hỏi thiên hồ tộc tựa hồ không hoan nghênh hàn mỗ lưu lại ở đây, vậy làm phiền lợi đạo hữu an bài cho ta một chỗ ở an tĩnh chút ha. Hàn lập nói ra, không vấn đề, cứ giao cho ta. Lợi kỳ mã vỗ ngực nói ra, hai người rất nhanh rời khỏi đại sảnh, đi ra bên ngoài. Về phần tiểu bạch, thân phận có chút mẫn cảm, bị hàn lập thu vào trong không gian hoa chi. Vào thời khắc này, liễu thanh từ phía trước đi tới. Thiếu chủ, hàn đạo hiếu, các người muốn rời đi sao? Ân, vương thượng đã rời đi à? Liễu Thanh tươi cười tiến lên đón chào, ta và Hàn Đạo Hữu đã lâu không gặp, muốn mang hắn đi tới chỗ ta chơi mấy ngày trò chuyện, tộc trưởng không cảm thấy bất tiện chứ. Lợi kỳ mã nhìn Liễu Thanh, giống như cười mà không cười nói. Làm gì không tiện chứ, Hàn Đạo Hữu ngày sau hoan nghênh ngươi đến thiên hồ tộc ta chơi, Liễu mỗ vì thời xin đợi. Liễu Thanh mỉm cười nói với hai người, Hàn Lập từ chối cho ý kiến, chỉ gật gật đầu với Liễu Thanh, theo lợi kỳ mã rất nhanh rời khỏi trụ sở thiên hồ tộc. Liễu Thanh tự mình tiến hai người đến cửa, đưa mắt nhìn thân ảnh hai người nơi xa, khẽ thở dài một hơi, quay trở về. Hàn lập theo lợi kỳ mã đi đến một chỗ biệt viện Trấn Hoang Thành, nơi này cách xa chỗ ồn ào, cây xanh râm mát, rất là ưu tính. Nơi này là trụ sở bản tộc, những tộc đàn khác sẽ không tới quấy nhiễu. Hàn Đạo Hữu có thể yên tâm, bên ngoài có người của ta an bài trông coi, Hàn Đạo Hữu nếu có yêu cầu gì, cứ việc phân phó bọn hắn là được. Lợi kỳ mã nói ra, Hàn lập gật gật đầu, rất hài lòng với an bài này. Lợi Kỳ mã tựa hồ có chuyện trên thân, không ở chỗ này lâu, rất nhanh cáo từ ly khai. Chương 1171 Bồ đề thịnh yến. Hàn Lập đợi lợi kỳ mã đi, thả ra thần thức dò xét các nơi của biệt viện cẩn thận một lần nữa, không phát hiện thấy điểm gì bất thường. Sau đó hắn bố trí xuống tầng tầng cấm chế rồi mới đi tới gian phòng phía sâu trong biệt viện. Hắn bày ra ở chỗ này thêm vài tầng cấm chế, lúc này mới tiến nhập vào không gian của Hoa Chi. Tiểu Bạch ngay lúc này đang đi quanh ở khu đất trống trước tiểu lâu nhìn thấy hàn lập thì vội vàng tiến lên đón tốt rồi nơi đây đã không còn người ngoài nói cho ta nghe chuyện của các ngươi đi vì sao lại bị người cử nguyên quan đuổi bắt hàn lập trầm giọng hỏi ngày đó ta cùng lão đại rời xa chủ nhân lập tức đi tới kim nguyên tiên vực đồng thời nghĩ cách tìm con vệ kim tiên kia lão đại phí hết một phen công phu mới đem nó thôn vệ được thành công đột phá tu vi lên đến đại la cảnh tiểu bạch nói nhanh hàn lập nghe vậy vui mừng kim đồng đã đạt đến đại la cảnh nhưng lập tức không còn vui mừng được nữa kim đồng đã đạt tới đại la cảnh nhưng vẫn bị bắt người xuất thủ chắc chắn cực kỳ lợi hại nhưng muốn cứu lại càng khó khăn gấp bội quả nhiên tiểu bạch tiếp tục kể ứng chứng suy đoán của hắn nhưng ai có thể nghĩ được con vệ kim tiên lại là vật có chủ mà lại là một nhân vật lợi hại trong cửu nguyên quan người đó tự mình xuất thủ truy sát ta cùng lão đại chúng ta ra sức chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi kịp người đó cực kỳ lợi hại sau khi tranh đấu quyết liệt lão đại đã bị bắt thời khắc quyết định lão đại đã phá vỡ hư không đưa ta đi để cho ta tìm ngài đến cứu nàng nghĩ không ra nhanh như vậy đã tìm được ngài tiểu bạch mồm miệng nhanh nhạy rất nhanh đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần người có biết người bắt các ngươi tên gọi là gì thân phận bên trong cửu nguyên quan như nào hàn lập nghe nói xong im lặng một chút rồi hỏi người kia tên gọi là quỷ linh tử tựa hồ là một trong tứ đại thánh sứ của cửu nguyên quan tiểu bạch thân thể run lên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi quỷ linh tử hàn lập hít mắt lại hắn nghe ngóng được không ít thông tin của cửu nguyên quan từ lam nhan trong đó cũng có thông tin của quỷ linh tử người này có thực lực còn trên cả diệu pháp tiên tôn có thể coi là thánh sứ đứng đầu hàn lập nhíu mày diệu pháp tiên tôn đã phi thường cường đại huống hồ quỷ linh tử còn có thực lực mạnh hơn nữa chủ nhân đừng vội người kia bắt lão đại không phải muốn gây hại tựa hồ muốn đem lão đại thành một kiện lễ vật ở bồ đề yến dâng tặng người khác tạm thời không có nguy hiểm gì tiểu bạch nhìn thấy thần sắc hàn lập vội vàng nói bồ đề yến hàn lập khẽ động sắc mặt lại chưa từng nghe tới cái tên này tựa hồ là một loại thịnh hội nào đó hắn hơi trầm ngâm lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện treo thưởng giá cao những thông tin của bồ đề yến tiểu bạch thấy thế thức thời ngoan ngoãn đợi một bên vượt quá suy đoán của hắn rất nhanh liền có người đáp lại tục truyền Bồ Đề Yến là thịnh hội do thiên đình tổ chức cứ mỗi 5 triệu năm một lần, có nguồn gốc xa xôi. Bồ Đề Yến được tổ chức vì thiên đình có một cây bồ đề đạo thụ, cây này nghe nói đã xuất hiện từ rất lâu. Trước khi thiên địa hỗn độn khai mở, cây bồ đề đạo thụ đã xuất hiện, kết bồ đề đạo quả, ăn được một quả có thể gia tăng ngàn vạn năm tu vi. Mà sau khi phục dụng bồ đề đạo quả kẻ đó sẽ có được bồ đề đạo thể, đạo thể này cực kỳ có ích với việc tu luyện bất kỳ loại pháp tắc nào. Bồ đề đạo quả nguyên bản phải ức vạn năm mới kết quả một lần, nhưng thời gian đạo tổ của thiên đình đã thi triển tuyệt thế thần thông khiến cho mỗi năm triệu năm sẽ kết quả. Mỗi lần bồ đề đạo quả thành thục, thời gian đạo tổ không có giữ làm của riêng mà sẽ mời các thế lực cường đại ở mỗi đại tiên vực, cử hành thịnh yến đem bồ đề đạo quả phân phát. Trước đây mỗi lần tổ chức chỉ là bàn thảo phân phối bồ đề đạo quả, nhưng càng về sau càng nhiều thế lực thỉnh cầu được tham gia thịnh hội. Quy mô thịnh hội càng ngày càng lớn, khi đó bồ đề đạo quả không còn đủ để phân phối, vì vậy các đại thế lực đua nhau hiến đại lễ tới thời gian đạo tổ, mong muốn đổi được bồ đề đạo quả. Các thế lực tham gia thịnh hội ngày càng nhiều, tại mỗi lần thịnh hội không chỉ đơn thuần là phân phối đạo quả, các thế lực ngay tại yến hội liên lạc, thương nghị đại sự, ký kết minh ước. Cho đến nay, bồ đề yến đã trở thành sự kiến lớn nhất không chỉ với thiên đình mà còn với toàn bộ chân tiên giới. Lần bồ đề thịnh yến tiếp theo, còn không đến 3.000 năm. Hàn Lập biết được thời gian thịnh hội, không khỏi nhíu mày. Theo như tiểu bạch, Người kia chỉ sợ đem kim đồng tới bổ để yến hiến cho thiên đình, thậm chí là trực tiếp hiến tới thời gian đạo tổ. Căn cứ tin tức của luân hồi điện, thời gian đạo tổ hết sức hứng thú với các loại đồ vật kỳ lạ, vô luận thiên tài địa bảo kỳ quái hay là kỳ chân dị thú. Quỷ linh tử có thể cảm thấy phệ kim tiên hiếm thấy nên mới dự tính hiến cho thời gian đạo tổ. Nếu kim đồng trong tay quỷ linh tử, hắn còn có thể cứu được, một khi bị đem đến nơi thời gian đạo tổ, hàn lập mưa tưởng có thể đoạt lại được nó mặc dù giao tam từng nói có một nhiệm vụ liên quan tới cửu nguyên quan có thể tương trợ cứu kim đồng nhưng luân hồi điện có thể trợ giúp hắn được bao nhiêu tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình chỉ là thời gian có hạn chỉ 3.000 năm thực sự là quá ngắn bây giờ tu vi hắn muốn tiến thêm cần tìm được hai kiện tiên khí tương xứng với thời gian pháp tắc đem thời gian tinh ti ở đông ất thần mộc cùng nguyễn thần xa Lộ tăng lên mới được thế nhưng đồ vật tương xứng với thời gian pháp tắc chỉ có thể ngộ không thể cầu hắn khi trước gặp may mắn Kiếm được một khối thủy diễn thời vương tinh, nhưng chuyện tốt như vậy sao có thể xảy ra thêm lần nữa? Kim Đồng, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra. Tiểu Bạch ngươi vừa tỉnh những vật này đem nuốt vào, hảo hảo khôi phục thật tốt. Hàn Lập suy nghĩ, vất tay lấy ra một đống lớn tiên khí ném cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thấy đống tiên khí, con mắt của nó lập tức sáng lên, vội vàng cảm ơn. Đúng rồi, ta cùng lão đại đi bắt con phệ kim tiên kia đã từng vào cửu nguyên quan, ở bên trong tìm thấy vài món đồ có một món mà tiêu hóa không nổi, có khi lại hữu dụng với ngài. Tiểu Bạch đang muốn ăn mấy món tiên khí, đột nhiên nhớ ra một chuyện nói. Sau đó nó há mồm phun ra một kiện bình bát màu vàng đất, rơi vào trước người Hàn Lập. Đây là Hàn Lập nhãn tình sáng lên, chăm chú nhìn, cả người ngây ra tại chỗ. Bình bát này tàn mát ra trận trận pháp tác ba động cường đại, không phải loại nào khác chính là thời gian pháp tắc, vô cùng tương thích với thời gian pháp tắc trên Huyễn Thần Sa Lậu. Mà thời gian pháp tắc tản mát ra lại dị thường khổng lồ, còn lớn hơn khối thủy diễn thời vương hắn mới lấy được không lâu trước đó. Tiểu bạch, người làm rất tốt, thứ này ta rất cần. Hắn ôm lấy tiểu bạch, dùng sức vuốt vuốt trên đầu, hưng phấn nói. Chẳng lẽ ta lại chuyển vận, liên tiếp đạt được đồ vật chứa thời gian pháp tắc. Hàn lập lại không nhịn được nghĩ, thứ này có hữu dụng với chủ nhân thì thật tốt, ta đi trước tu luyện. Tiểu bạch nhếch miệng cười, mang đám tiên khí mà hàn lập cho bay tới một bên. Hàn lập cầm tới bình bát, lật xem kỹ càng, càng ngày càng hưng phấn. Hắn lập tức thở nhẹ một hơi, bình phục hưng phấn, khoanh chân ngồi xuống vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết, năm cố kim quang bắn ra, cô động thành vòng tròn màu vàng, bao trùm bình bát màu vàng đất. Sang rắc một tiếng, bình bát màu vàng đất vỡ vụn ra, vô số điểm sáng màu vàng óng bắn ra, dung nhập vào vòng tròn màu vàng. Sau đó trên vòng tròn kim quang chớp động, từng cây tinh thi màu vàng được cô động ra, chừng 63 cây, đều bay vụt quấn quanh huyễn thần xa lậu. Thời gian pháp tác trong thể nội hàn lập lần nữa tăng vọt, vận chuyển càng thêm thuận lợi, khiến hắn không khỏi vui mừng lần nữa. Hiện tại chỉ còn đông ất thần mộc, chỉ cần tìm được đồ vật tương thích với thời gian pháp tác là có thể lần nữa đột phá đại la cảnh. Hàn lập lấy ra mặt nạ luân hồi điện, tăng giá những đồ vật chứa thời gian pháp tác thêm năm thành nữa. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là thời gian, hiện tại cách bồ để yến vài ngàn năm. Khoảng thời gian này với hắn mà nói kỳ thực không hề dài, chỉ một lần bế quan thoáng qua liền trôi qua. Về phần hao tổn thêm tiên nguyên thạch cũng không sao, trong tay hắn hiện có chừng 70 triệu, quá dư thừa rồi. Hàn lập tháo luân hồi điện mặt nạ xuống, suy nghĩ một chút, ra khỏi hoa chi, đi ra ngoài biệt viện, để người hầu bên ngoài thông chi cho lợi kỳ mã, hắn dự định lưu lại bát hoang sơn. Sau đó hắn lập tức trở về nội thất, lại tiến vào hoa chi, đưa tay vung lên. Một đạo ngân quang bay ra từ tay áo hàn lập, chính là tinh viên đồng tử. Mấy trăm năm tiếp theo ta có một việc phi thường trọng yếu cần làm, có thể sẽ cần ngươi giúp. Kể từ hôm nay, ngươi ở nơi này bế quan cố gắng tế luyện viên hỏa châu màu trắng kia. Về phần nguyên khí của ngươi tổn thất, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục. Hắn nói với tinh viêm đồng tử, tinh viêm đồng tử nghe vậy ngẹo đầu nhìn hàn lập, lập tức gật gật đầu bay tới một góc của hoa chi không gian. Ngân diễm lóe lên bên ngoài thân của tinh viêm đồng tử, hóa thành một quả cầu lửa màu bạc có đường kính gần một trường. Hỏa châu màu trắng được bao bọc bên trong, chuyển động nhanh chóng, tản mát ra trận trận hỏa diễm pháp tắc cường đại. Hàn Lập thấy cảnh này, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức quay đầu nhìn về phía lầu các ở xa xa. Trong lầu các truyền ra từng trận quỷ khiếu, Đề Hồn vẫn còn bế quan, không biết lúc nào mới thức tỉnh. Hắn rất nhanh thu lại tầm mắt, nhưng không có tiếp tục tu luyện, mà lại lật tay lấy ra một miếng ngọc lớn chừng bàn tay. Phía trên miếng ngọc được khắc một cái trận đồ pháp trận phức tạp, đó chính là trận đồ Quang Âm Thiên Tuyền Đại Trận. Từ chân ngôn môn trở về, Hàn Lập sợ thời gian dài sẽ quên nên đem trận đồ khắc trên tấm ngọc này. Hắn bây giờ có rất nhiều chuyện muốn làm, không đơn thuần chỉ là tiến giai đại la mà còn lĩnh hội thông thiên kiếm trận, tu luyện nghịch chuyển chân luân, pháp ngôn thiên địa, các loại thần thông thời gian. Vô luận như nào, thời gian của hắn đều không đủ dùng, nhưng nếu bố trí được một cái quang âm thiên tuyển trận, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Tuy nói muốn tạo dựng sự tranh lệch về không gian thời gian, còn một vấn đề trọng yếu không thể giải quyết, nhưng hắn vẫn có ý định bắt trước bố trí lại nó. chương 1172, đúc trận, ánh mắt hàn lập nhìn lại chung quanh, thả người bay xuống một chỗ đất trống gần dược viên, phát tay lấy ra các loại vật liệu để dung luyện, rất nhanh tạo ra một tòa bình đài màu vàng lớn mấy trăm trường. Sau đó, hắn lật tay lấy ra các loại vật liệu, bắt đầu luyện chế từng kiện khí cụ bầy trận. Bố trí quang âm thiên tuyền đại trận, hàn lập đã sớm dự định, cho nên lúc trước bán các loại linh tài bảo vật trên thân, hắn đặc biệt lưu lại các loại vật liệu có thể bày trận này. Quang âm thiên tuyền đại trận mặc dù là thượng cổ đại trận, tài liệu cần để bày trận rất nhiều, nhưng lúc trước Hàn Lập cướp sạch thái tuế tiên phủ, thu hoạch được vô số vật liệu tài nguyên, đủ để bố trí đại trận này. Ngay lúc Hàn Lập bố trí quang âm thiên tuyền đại trận, trong đại điện hình tròn trên đỉnh núi Bát Hoang Sơn, Bạch Trạch đứng bên cạnh chậu than màu đỏ sập, nhìn chăm chằm từng ngọn lửa màu vàng trong đó, hỏa diễm phản chiếu trong đôi mắt lão nhẹ nhàng nhảy lên một bóng người từ bên ngoài đi vào chính là lợi kỳ mã phụ vương dưới núi vừa mới đưa tin tới hàn lập đã đồng ý lưu lại lợi kỳ mã đi đến sau lưng bạch trạch nhẹ nhàng nói ra tốt người phân phó bất luận hắn có yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn cần phải lưu hắn lại cho đến khi kết thúc huyết tự đại hội bạch trạch xoay người lại nói ra vâng mắt lợi kỳ mã sáng lên đáp ứng một tiếng tốt người đi xuống trước đi Bạch Trạch phất tay, xoay người lại nhìn về phía chậu than màu đỏ sậm. Phụ vương, Hàn Lập chỉ là một tu sĩ nhân tộc, vì sao muốn lưu hắn lại bát hoang sơn? Nếu thân phận của hắn bại lộ, để các tộc biết chúng ta thu lưu tu sĩ nhân tộc, há lại thêm phiền phức. Lợi kỳ mã không lập tức rời đi, trần chờ một chút, vẫn nhịn không được hỏi. Ngươi sợ ta sẽ gây bất lợi với vị bằng hữu này của ngươi. Bạch Trạch không quay đầu lại, mỉm cười hỏi. Nhi thần không dám, phụ vương vốn thẳng thắn vô tư, tất sẽ không làm chuyện thế này. Lợi kỳ mã vội vàng cúi đầu nói ra, người có tâm tư cởi mở với bằng hữu rất không tệ, đây là một trong tư chất người làm vua cần có. Bất quá muốn trở thành chân linh chi vương, còn cần một tư chất khác, đó là phải hiểu được nên lấy hay buông, nếu trở thành chân linh chi vương, hết thảy phải lấy lợi ích tộc đàn làm trọng, tình bằng hữu cần bỏ qua thì phải bỏ qua. Bạch Trạch tiếp tục nói, phụ vương, người, sắc mặt lợi kỳ mã bỗng nhiên biến đổi, người không cần khẩn trương, hiện tại còn chưa phải thời điểm nói ngươi lấy hay buông bỏ mà ta lưu hàn lập kia lại bát hoang sơn cũng không có ác ý với hắn ngược lại có một trận cơ duyên muốn tặng cho hắn chỉ là hiện tại chưa đến lúc không tiện nói rõ với ngươi bạch trạch đưa tay vỗ vỗ bả vai lợi kỳ mã mỉm cười nói ra lợi kỳ mã nhìn thân ảnh quen thuộc của bạch trạch đột nhiên cảm thấy dị thường lạ lẫm xa xôi như thế nào cũng nhìn không thấu tốt huyết tự đại hội còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị người đi xuống trước đi bạch trạch phất phất tay nói ra vâng vậy nhi thần cáo lui trước lợi kỳ mã thi lễ một cái lui ra ngoài thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh trên bình đài màu vàng trong không gian hoa chi giờ phút này minh khắc chẳng chịt vô số trận văn còn có từng kiện khí cụ bảy trận xếp ở trong đó tạo thành một đại trận dị thường phức tạp chính là quang âm thiên tuyền đại trận hàn lập xếp một viên tiên nguyên thạch cuối cùng vào trong đại trận sau đó đứng dậy bấm niệm một cái pháp quyết với pháp trận quang âm thiên tuyền đại trận lập tức nổi lên trận trận kim quang giống như hỏa diễm, vận chuyển ong ong. Một cỗ quang trụ màu vàng thô to từ trong pháp trận dâng lên trùng thiên, nhìn rất đồ sộ, lực lượng thời gian hư không phụ cận cũng bị tác động, tốc độ thời gian trôi qua ẩn ẩn bắt đầu cải biến. Trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, vất vả hơn nửa năm, hao tốn rất nhiều tài liệu quý hiếm, cuối cùng cũng không uổng phí, rốt cuộc bố trí xong thượng cổ đại trận này. Hàn lập lập tức bấm niệm pháp quyết phung lên, từng đạo thanh quang bắn ra, rơi vào mặt đất phụ cận bình đài đó là từng thanh trận kỳ còn có trận bàn trong khoảnh khắc đã bố trí ra một cái pháp trận màu xanh sau đó hắn phất tay áo lên một mảnh thanh mang hiện lên trong pháp trận màu xanh xuất hiện một đống lớn tiên nguyên thạch pháp trận màu xanh lập tức vận chuyển ong ong một cỗ thanh quang giống như gió thổi từ trong pháp trận bắn ra vòng quanh từng khối tiên nguyên thạch liên tục không ngừng chui vào trong quang âm thiên tuyền đại trận tiên nguyên thạch vừa tiến vào pháp trận lập tức bị hòa tan hóa thành từng luồng từng luồng nguyên khí tinh thuần rót vào trong trận quang âm thiên tuyền đại trận tỏa ra kim quang lập tức đại thịnh từ đó quang trụ màu vàng bốc lên cũng thô to nồng đậm gấp bội bên trong cột sáng càng hiện ra vô số phù văn màu vàng chập trùng nhảy vọt phát ra trận trận thanh âm duệ khiếu hàn lập thấy cảnh này âm thầm gật đầu phất tay phát ra một đoàn kim quang bao lấy một vật bay vào trong quang trụ màu vàng lơ lửng tại đó chính là quân thiên nhật quý hắn nhìn chằm chằm cột sáng quân thiên nhật quý trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Quân thiên nhật quý bị quang trụ màu vàng bao trùm, phù văn màu vàng trong trận chen trúc tụ đến, dung nhập vào trong quân thiên nhật quý. Quân thiên nhật quý khẽ run lên, tựa hồ từ trong giấc ngủ say dài thức tỉnh, mặt ngoài hiện ra một tầng kim quang yếu ớt, nhẹ nhàng chấp động. Hàn lập thấy cảnh này, sắc mặt vui mừng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thôi động quang âm thiên tuyển đại trận. Phù văn trong kim quang pháp trận lập tức phun trào lên, hội tụ lại phía quân thiên nhật quý, thế nhưng mặc cho Hàn lập thôi động quang âm thiên tuyển đại trận thế nào gia tăng thêm thiên nguyên thạch vào thế nào kim quang mặt ngoài quân thiên nhật quỹ vẫn ảm đạm như cũ càng không có vận chuyển hiện ra uy năng cải biến tốc độ thời gian vẫn không được sao hắn thở dài thiếu đi thời gian pháp tác chi lực cung cấp quả nhiên không thể nào thôi động quân thiên nhật quỹ chỉ là vật liệu ẩn chứa thời gian pháp tác chi lực chân quý bực nào Hàn lập hiện tại tìm một hai kiện dùng cho bản thân tu luyện cũng không ra nào còn dư thừa lấy ra đầu nhập vào quang âm thiên tuyền đại trận, thôi động quân thiên nhật quỹ này chứ. Cũng chỉ có cự phái kình thiên như chân ngôn môn kia mới có một tòa tu di kim sơn, ẩn chứa vô cùng vô tận thời gian pháp tắc chi lực, mới có thể liên tục cung cấp cho quang âm thiên tuyền đại trận, bố trí ra một không gian tranh lệch thời gian. Hắn nhìn kim quang giống như hỏa diễm nhảy lên trong quang âm thiên tuyền đại trận, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ta làm sao lại quên mất bảo vật này, có lẽ. Hàn lập vung tay lên, trong tay lóe lên kim quang, nhiều ra một vật, chính là ngọn tuế nguyệt thần đăng kia. Tuế nguyệt thần đăng chấp động đang diễm màu vàng, tản mát ra từng đợt ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt. Hàn lập đặt tuế nguyệt thần đăng bên cạnh quang âm thiên tuyền đại trận, trong miệng lẩm bẩm bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Đăng diễm màu vàng lập tức đại thịnh, quay tít một vòng, hình thành một đạo hỏa trụ thô to dung nhập vào trong quang âm thiên tuyển đại trận. Những năm qua hắn không ngừng tế luyện tuế nguyệt thần đăng, đã điều khiển tự nhiên hơn rất nhiều. Mà quang âm thiên tuyền đại trận như ăn được thuốc đại bổ, bỗng nhiên sáng lên, tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, càng phát ra một cỗ thôn vệ chi lực, liên tục không ngừng thôn vệ đang diễm màu vàng trên tuế nguyệt thần đăng. Trận văn trong pháp trận chấp động kịch liệt, từng đoàn từng đoàn quang cầu màu vàng bắn ra, bên trong chấp động vô số phù văn màu vàng, tản mát ra trận trận ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt, bay lên phía trên không pháp trận quân thiên nhật quỹ, dung nhập vào trong đó. Mà quân thiên nhật quỹ lập tức tỏa ra kim quang trùng thiên, kim đồng hồ màu vàng trên quân thiên nhật quỹ càng nhanh chóng chuyển động. Lập tức, từng luồng từng luồng sóng ánh sáng màu vàng từ trong quân thiên nhật quỹ tản ra, tràn ngập khắp không gian hoa chi. Thời gian trong toàn bộ không gian hoa chi lập tức biến đổi, tăng nhanh hơn 500 lần, so với cấm địa chân môn môn ngày đó còn nhanh hơn rất nhiều. Hàn lập thấy cảnh này, ngây ngốc một lát, lập tức cười ha hả. Hắn lấy ra tuế nguyệt thần đăng chỉ là tâm thái ôm thử một lần, không ngờ quang âm thiên tuyền đại trận lại lợi hại như thế, vậy mà có thể rút thời gian pháp tắc chi lực từ trong tuế nguyệt thần đăng ra thôi động quân thiên nhật quý mà hiệu quả tuế nguyệt thần đăng chi lực lại tốt như vậy lại còn thắng cả tu di kim sơn của chân môn môn sau khi đại hỷ hàn lập rất nhanh tỉnh táo lại trong miệng lẩm bẩm hai tay trà một cái dương lên lập tức chẳng chịt pháp quyết như mưa to chui vào trong quang âm thiên tuyền đại trận đại trận vận chuyển lập tức chậm lại rất nhiều tốc độ thôn vệ đang diếm tuế nguyệt thần đăng đăng đại giảm tốc độ đầu nhập tiên nguyên thạch vào trong pháp trận màu xanh cũng giảm theo theo đó, tốc độ chuyển động kim đồng hồ của quân thiên nhật quỹ cũng chậm chạp gấp 10 lần, tốc độ thời gian trôi qua trong không gian hoa chi trở nên chậm hơn lúc trước gấp 50 lần. Tuế Nguyệt Thần Đăng là tam phẩm tiên khí, ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực tất nhiên không ít, nhưng cụ thể có bao nhiêu, Hàn Lập cũng không biết, nhất định phải sử dụng tiết kiệm mới được. Mà đèn này có uy năng to lớn, là một kiện trọng bảo áp đáy hòm của hắn, gặp cường địch còn có thể dựa vào nó ngăn địch, tuyệt đối không thể bị quang âm thiên tuyền đại trận hút khô, tốc độ thời gian trong không gian hoa chi tăng tốc gấp 50 lần, đã phi thường đủ. Về phần tiêu hao tiên nguyên thạch, cũng có chút to lớn. Hàn lập lập tức nhìn về phía đống tiên nguyên thạch bên cạnh trong pháp trận không ngừng giảm bớt, âm thầm thịt đau. Hắn vốn cầm trong tay 7.000 vạn tiên nguyên thạch, đủ cho mình sử dụng thật lâu, hiện tại có quang âm thiên tuyển đại trận là cái động không đáy này, dù nhiều tiên nguyên thạch hơn cũng không đủ lấp đầy. Cũng may, hiện giờ tiêu hao, bất luận thời gian pháp tắc chi lực trong tuế nguyệt thần đăng, hay là tiên nguyên thạch cũng không vấn đề gì hàn lập thở nhẹ một hơi rứt bỏ những tạp niệm này khoanh chân ngồi xuống lật tay lấy ra thông thiên kiếm đồ cẩn thận lĩnh hội huyền diệu trong đó thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt lại qua thêm hai năm mà ở trong không gian hoa chi thời gian lại qua hơn trăm năm thông thiên kiếm đồ lơ lửng trên đỉnh đầu hàn lập tản mát ra trận trận quang mang nhu hòa bao phủ thân thể hàn lập lại kiếm đồ hiện lên từng đạo kiếm ảnh có lớn có nhỏ hình dạng cũng không giống nhau đồng thời nhanh chóng biến ảo chấp động, nhìn dị thường huyền diệu. Vào thời khắc này, Hàn Lập vốn nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hai vệt kỳ quang từ trong mắt hắn bắn ra, chui vào trong thông thiên kiếm đồ. Trên thông thiên kiếm đồ chấp động kịch liệt vô số kiếm ảnh, lập tức nhanh chóng dung hợp với nhau. Trong nháy mắt trên kiếm đồ vốn có vô số kiếm ảnh liền biến mất, chỉ còn lại 36 thanh kiếm ảnh tồn tại trên đó, rung động nhẹ nhẹ. Hàn Lập thấy cảnh này, mặt lộ vẻ vui mừng, trăm năm lĩnh hội, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ sơ bộ ý cảnh của thông thiên kiếm đồ này. Hàn lập chợt thở nhẹ một hơi, đè xuống vui sướng trong lòng, khiến cho tâm cảnh bảo trì bình tĩnh tuyệt đối, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Trên người hắn chấp động lôi quang màu vàng, ba môi sáu chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra. Tựa hồ bị thông thiên kiếm đồ ảnh hưởng, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại phóng kiếm mang, trên thân kiếm tự động dâng lên từng đạo lôi quang màu vàng thô to, nổ bắn ra bốn phương tám hướng. Hàn Lập không để ý đến những kiếm khí lôi quang ở bốn phía kia, tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bay vụt đến trên thông thiên kiếm đồ, dung hợp cùng 36 đạo kiếm ảnh trên đó. Chương 1173, huyết tự đại hội. Ngay khi 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm chuẩn bị tương dung với thông thiên kiếm đồ, mặt ngoài kiếm đồ bỗng phát ra tiếng ầm ầm cùng một lực lượng cắn nuốt cường đại. Trong nháy mắt 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm biến mất vào hư không, lôi điện kiếm khí xung quanh cũng không thấy tung tích, tất cả đều chui vào trong thông thiên kiếm đồ. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đúng thời khắc này, hắn đột nhiên biến sắc bởi trong cơ thể dường như mở cửa xả hồng thủy, tiên linh lực bị thông thiên kiếm đồ hút đi, trong nháy mắt liền bị hút mất gần ba thành. Mà thiên địa nguyên khí phụ cận cũng chen chúc tụ đến, chui vào thông thiên kiếm đồ. Không chỉ như vậy, hư không xung quanh thông thiên kiếm đồ chấp động, từng luồng lôi điện thô to lăng không xuất hiện, dung nhập kiếm đồ. Hàn Lập thấy tình huống này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng không ngăn cản kiếm đồ thôn vệ tiên linh lực, vẫn toàn lực thúc giục kiếm đồ vận chuyển như cũ. Giờ này khắc này, không trung bên ngoài bát hoang sơn, thiên địa nguyên khí quay cuồng kịch liệt, những đám mây đen lớn xuất hiện, hội tụ, mau chóng che phủ hoàn toàn bầu trời. Tiếp đó, cuồng phong gào thét, từng đạo lôi xà thô to hiện ra trong mây, sấm sét bắt đầu vang dội. Những lôi điện thô to này hoàn toàn khác biệt lực lượng lôi điện bình thường, rõ ràng tản mát ra từng ba động lôi điện pháp tắc, một uy áp khổng lồ trong mây lộ ra, bao phủ xuống. Động tĩnh lớn như vậy, các tộc trên bát hoang sơn đương nhiên không thể không biết. Linh quang khắp nơi trên núi chấp động, từng bóng người tuần tự bay ra, không ngừng chỉ trỏ, nghị luận bầu trời đầy mây đen, lôi điện. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên mây đen dày đặc? Có phải vị đạo hữu nào tu vi tinh tiến, muốn độ lôi kiếp không? Ta thấy không đúng, khí tức lôi vân này mặc dù đáng sợ, lại không giống như lôi kiếp, hình như là một loại đại thần thông nào đó đưa tới thiên địa kịch biến. Người các tộc không ngừng suy đoán lôi vân thiên không, từ đầu đến cuối không có kết quả, cũng may những mây đen lôi điện kia chỉ quay cuồng giữa không chung, không hạ xuống, giúp người các tộc thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, tồn tại đại la của các tộc cũng bị kinh động, nhào nhào thi pháp dò xét ngọn nguồn nguyên nhân gây ra lôi vân giữa không chung. Nhưng khi bọn chúng dò xét lại bị một lực lượng thời gian pháp tắc cường đại ngăn trở. Lực lượng thời gian pháp tắc này to lớn không gì sánh được, mặc cho bọn chúng thi pháp dò xét như thế nào cũng không thể đột phá. Trên đỉnh bát hoang sơn, bạch trạch đi ra đại điện, nhìn bầu trời lôi vân, lông mày cao lại. hắn lập tức khép hờ đôi mắt rồi rất nhanh mở to ra, nhìn về biệt viện Hàn lập, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa thủ đoạn không ít, bạch trạch khen ngợi một tiếng, quay người trở về đại điện. trong hoa chi không gian, Hàn lập cũng không biết mình thôi động thông thiên kiếm đồ đã dẫn phát thiên tượng cỡ nào, hắn vẫn đang thúc giục thông thiên kiếm đồ như trước. Chỉ là sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, bởi giờ này tiên linh lực trong cơ thể hắn đã bị hút mất một nửa. Thời gian thoáng qua đã mấy năm có hơn, do tốc độ tề tựu của man hoang chúng tộc vượt xa dự đoán bạch trạch, y liền tuyên bố tổ chức huyết tự đại hội trước thời hạn đã định. Hiện tại cách thời gian tổ chức khoảng nửa năm, toàn bộ trấn hoang thành đã giới nghiêm, nhân thủ ở các cửa thành tăng lên mấy lần, tất cả mọi người đều chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Một buổi sáng sớm trong thành, Văn Thiên trống làm bằng da quỷ thú vang lên ba tiếng toàn bộ trấn hoang thành bắt đầu rung mạnh không ngớt, trên bốn phía tường thành bắt đầu sáng lên từng trận phù quang, từng phù văn mang theo khí thức viễn cổ man hoang ở trên tường thành lan tràn, trên cả tòa thành trì cũng bắt đầu tràn lên hào quang màu đỏ sậm. Hàn Lập và Tiểu Bạch từ biệt viện đi ra, vừa hay nhìn thấy hào quang đỏ đầy trời từ bốn phía thành trì dâng lên, như những cây trụ trống trời lớn nhập vào không trung, sau đó bung tỏa, nở rộ như pháo hoa, hóa thành một mái vòm tạo bởi tầng sáng kết giới màu đỏ sậm trên màn trời tất cả bát hoang sơn và toàn bộ trấn hoang thành trong phạm vi chừng mấy vạn dặm đều được tầng kết giới này che đậy. Huyết tự đại hội, rốt cuộc đã tổ chức, Hàn Lập nhìn tầng kết giới đỏ sậm này, lông mày hơi nhăn lại, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, một tia thần niệm tách rời ra, đi ra phía ngoài trấn hoang thành. Kết quả, ngay khi thần niệm chạm đến tầng kết giới này, mi tâm Hàn Lập liền truyền đến một cơn đau nhức, sợi thần niệm kia tiêu tan không thấy trong nháy mắt. Sau một chút thăm dò, Hàn Lập không làm động tác dư thừa nữa, chỉ là trong lòng nhưng không khỏi có những lo lắng mơ hồ kết giới ngoài thành này tuyệt đối không thể coi thường một khi huyết tự đại hội nảy sinh biến cố gì rất nhiều biện pháp thoát đi ban đầu của hắn có thể sẽ vì vậy mà mất đi hiệu lực tuy nhiên biện pháp để nhục thân xuyên qua thì hắn lại có mấy tự tin chỉ là thực hiện các phương pháp này phải trả giá lớn thậm chí có chút quá lớn nếu có thể không dùng thì tốt nhất là không dùng sao vậy có gì không đúng sao mắt thấy thần sắc hàn lập khác thường tiểu bạch cũng hơi lo lắng hỏi không sao, yên tâm, có ta đây." Hàn Lập vừa cười vừa nói, vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Từ sau khi biết bản thân mình mang huyết mạch Mặc Nhãn Tỳ Hưu, nó bắt đầu trở nên hơi trầm mặc, không hoạt bát như trước đó, đối với huyết tự đại hội có chút chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. "Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên lên núi." Hàn Lập nói một tiếng, mang theo Tiểu Bạch tiến đến một quảng trường ở chân núi. Khi còn chưa tới Hàn Lập nhìn từ xa đã thấy nơi đó tụ tập rất đông tộc nhân man hoang, trong đó lấy thiên hồ tộc và bản sơn viên tộc làm chủ, còn lại thì phần lớn đều là bộ lạc phụ thuộc của hai tộc này, nhân số chừng gần vạn. Hàn Lập mang theo tiểu bạch đi xuyên qua đám đông, đi thẳng tới quảng trường phía trước liền thấy thiên hồ tộc trưởng Liễu Thanh, mang theo mấy trăm tộc nhân đứng trang nghiêm ở đó. Bên khác, bàn sơn viên tộc có nhân số tương đương, cũng có mấy trăm người. Giống như thiên hồ tộc, bản sơn viên tộc cũng là một trong 16 đại hoang tộc, thân mang huyết mạch sơn nhạc cử viên, một trong tám vị viễn cổ chân linh vương, chỉ là trải qua nhiều đời truyền thừa, một thân thần thông đã sớm kém xa tiên tổ. Mặc dù bọn chúng vẫn có tạo hóa thần công rời núi lấp biển, nhưng bởi huyết mạch từ từ mờ nhạt, địa vị trong 16 đại hoang tộc cũng càng ngày càng xuống, biến thành tồn tại áp chót. Bộ dáng bàn sơn viên tộc nhìn giống khánh viên đến mấy phần, chỉ là hình thể bọn chúng nhỏ hơn rất nhiều, da lông toàn thân hiện lên màu sắc xanh đen, đầu vai sinh ra một đoạn gai xương lồi ra ngoài, bộ dáng không hung ác giống như khánh viên ánh mắt có ánh sáng vàng nhạt nhìn có chút thần dị trong đó cầm đầu là một lão giả viên tộc thân hình hơi còng xuống mặc một bộ trường bào màu trắng trên người khuôn mặt lão đầy những nếp nhăn hai mắt treo hai đầu lông mày rất dài màu trắng dáng vẻ tuổi già sức yếu gần đất xa trời thiên hồ tộc và bọn chúng chia thành hai bên ở quảng trường phân biệt rõ ràng dường như quan hệ với nhau cũng không thân cận hàn lập và tiểu bạch chưa đến gần liễu nhạc nhi đã phát hiện bọn hắn trên mặt ngập tràn vẻ tươi cười, định đi tới bên này. Hôm nay đại hội, việc này lớn, không được làm bừa. Kết quả nàng còn chưa kịp động thân đã bị Liễu Thanh thấp giọng trách mắng. Liễu Nhạc Nhi đành phải thẻ lưỡi, hậm hực đứng tại chỗ. Hàn Lập gật đầu cười về phía nàng, thần sắc tự nhiên mang theo tỷ hưu tiểu bạch đi đến quảng trường phía trước trong ánh mắt đầy nghi ngờ của đám người xung quanh. Trong bàn sơn viên tộc, một tên gia hỏa có thể trạng rõ ràng kém tộc nhân khác rất nhiều, thân cao chỉ bằng một nửa tộc nhân trưởng thành, Lông tóc toàn thân cũng khác đám người kia, là màu tuyết trắng. Gã như thể bị hai người Hàn Lập hấp dẫn, ánh mắt đầy tò mò dò xét bên này. Tiểu Bạch bị gã nhìn thì rất không vui, liền nhe răng trợn mắt, làm bộ dáng đe dọa. Tên kia vậy mà có chút nhát gan, bị Tiểu Bạch hù như thế, giật mình trốn vào một tên tộc nhân cao lớn bên cạnh. Tiểu Bạch thấy thế, cảm thấy hơi buồn cười, thần sắc trên mặt cũng thả lỏng hơn. Lúc này tiểu bạch viên kia nấp sau thân thể tộc nhân bên cạnh thăm dò quanh nhếch miệng nở nụ cười hàn đạo hữu mặc dù vương thượng đặc cách cho ngươi tiến vào bát hoang sơn xem lễ nhưng hôm nay dù sao cũng là một đại sự kiện tuyên cổ hiếm có của man hoang chúng tộc có một số việc vẫn cần thông báo ngươi một tiếng liễu thanh bỗng nhiên chủ động mở miệng nói tiền bối mời nói xin lắng tai nghe hàn lập nói ra một lát nữa trên đỉnh núi sẽ có tràng thiên trung vang lên man hoang chúng tộc sẽ từ bốn phía khác nhau của bát hoang sơn theo tám sơn đạo từ xa xưa cùng nhau leo lên núi. Muốn lên đến đỉnh núi cũng không dễ dàng, trên sơn đạo bố trí cấm chế viễn cổ bát phương, đối với hết thảy sinh linh đều có tác dụng áp chế, cho dù máu thịt mạnh mẽ của man hoang dị thú, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, cho nên ta khuyên ngươi lượng sức mà đi, chớ có cậy mạnh. Sau khi hơi trần chờ Liễu Thanh mở miệng nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhớ kỹ, Hàn Lập gật nhẹ đầu đáp, rứt lời, ánh mắt hắn lại đồng thời nhìn Liễu Nhạc Nhi và Tiểu Bạch, hai người bọn họ đều không tu luyện thân thể lát nữa leo núi chẳng phải sẽ thiệt thòi lớn không cần lo lắng bọn họ phàm là cơ thể ẩn chứa huyết mạch hậu duệ viễn cổ bát phương huyết mạch càng nồng hậu dày đặc càng không cần phải lo lắng áp chế so với những người khác chúng leo lên sẽ càng thêm nhẹ nhõm liễu thanh nói hàn lập khi nghe xong tâm thần mới buông lỏng yên lòng hắn ngửa đầu nhìn về ngọn núi nguy nga phía trước cả ngọn núi đều bao phủ dưới một tầng quang mang màu đỏ sậm một con đường được mở ra trên những thềm đá cổ, rộng chừng ngàn trượng, giống như một cái thang trời khổng lồ, gần như thẳng tắp, dựng thẳng trước người, tâm thần không nhịn được kích động. Bom, 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 đúng lúc này, trên đỉnh núi vang lên ba tiếng chuông ngân. Từng tầng hư không gợn sóng mắt Trần có thể thấy khuấy động từ trên đỉnh núi lan ra bốn phương tám hướng. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động, trong gợn sóng này, tựa như ẩn chứa một loại ba động mười phần đặc biệt ngay khi nhộn nhạo từ đỉnh đầu đã làm hắn cảm thấy chân linh huyết mạch giống như thức tỉnh, không cần hắn thúc giục liền tự động di chuyển khắp nơi trong cơ thể. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn xem xét đám người xung quanh, khí tức trên thân từng người phóng đại, như thể cũng nhận được một lực lượng thần bí chỉ dẫn, quanh thân đều tràn ra sương mù nhàn nhạt, nhạt màu hồng phấn. Chương 1174, leo núi. Trong hư không xa xôi, bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm thanh trầm thấp kéo dài, ngay sau đó liền có từng tiếng vang thê lương truyền đến, Âm thanh đó nghe như lúc xa lúc gần, khiến cho người ta suy nghĩ không thấu. Ngay khi Hàn Lập ngưng thần lắng nghe, thì phát hiện âm thanh kia chỉ có ngữ điệu chứ không có từ ngữ cụ thể nào, cho nên không nghe được ý nghĩa gì, có điều chỉ cần nghe âm thanh kia vào tai thì cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Chẳng lẽ đây là hành khúc của man hoang chúng tộc viễn cổ sao? Trong lúc Hàn Lập vừa kinh vừa nghi, thì phát hiện âm thanh bốn phía không ngờ càng lúc càng truyền đến lớn hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu bạch bên cạnh, vậy mà phát hiện trong cổ họng của nó cũng vang lên từng tiếng âm thanh than nhẹ. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, khi mà nghe âm điệu thê lương kia, ta cũng không nhịn được mà ngâm nga theo. Thấy hắn nhìn mình, tiểu bạch lợi dụng tâm thần liên hệ truyền âm cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy nhẹ gật đầu, rồi bắt đầu dẫn tiểu bạch leo lên núi. Khi mà hắn chân chính dẫm một chân lên trên thềm đá đầu tiên lên trên núi, thì lập tức một cỗ lực lượng khó nói lên lời từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, bộ pháp dưới chân cũng theo đó mà trở nên có chút nặng nề. chỉ là loại cảm giác nặng nề này cũng không phải từ ngoại giới đâu đá áp xuống, mà giống như cả tòa bát hoang sơn đều biến thành một khối nam châm, từ trong đó sinh ra từng cỗ lực hấp dẫn một mực bám vào tất cả người leo lên trên núi. chẳng qua loại trình độ của lực lượng này đối với Hàn lập mà nói cũng không tính là quá mạnh, cơ bản hành tẩu không đáng lo ngại. mà đám người thiên hồ tộc cùng bàn sơn viên tộc cũng không lo ngại điều đó, tốc độ leo lên núi cũng không tính là chậm rất nhanh liền đã lên tới hơn trăm bậc. Tốc độ Hàn Lập cùng Tiểu Bạch so với người thiên hồ tộc cơ bản ngang nhau, khi Hàn Lập quay đầu nhìn xuống núi, thì thấy trên quảng trường dưới núi vẫn còn mấy ngàn người đứng nguyên tại chỗ trong quảng trường, không có leo lên núi. Nhạc Nhi, sao những đám người kia vẫn còn lưu lại dưới núi vậy? Hàn Lập truyền âm liễu Nhạc Nhi hỏi, vì bộ tộc bọn hắn không nằm trong hạng 100, nhưng bởi vì phụ thuộc vào 16 đại hoang tộc, cho nên mới có tư cách lưu lại dưới núi, có rất nhiều bộ tộc cũng chỉ có thể lưu lại trong trấn hoang thành, ngay cả Thánh Sơn cũng không thể tới gần. Liễu Nhạc Nhi rất nhanh trả lời, xem ra có thể tham gia huyết tự đại hội đúng là một chuyện vinh quang, Hàn Lập nói ra. Đúng là như vậy, bộ tộc trong hạng 100 có thể lên núi, nhiều hoặc ít trên người đều vẫn còn sót lại một chút huyết mạch viễn cổ bát vương, cho nên mới được phép cho leo lên núi, bởi vậy vương thượng mới có thể đặt cách cho ngươi đi cùng với tiểu bạch lên núi, đến ngay cả tộc trưởng cũng bất ngờ vô cùng. Liễu Nhạc Nhi trả lời, Hàn Lập nghe vậy, lông mày hơi nhíu, không nói gì nữa. Sau khi tiếp tục leo lên thêm mấy trăm bậc thềm đá nữa, bệ đá trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo phù văn viển cổ, thời điểm mỗi lần đám người đặt chân lên thềm đá để leo lên núi, thì giống như hãm vào trong vũng lầy, đặt chân thì dễ nhấc chân thì khó, đến mức tư thế của rất nhiều người đều có chút cổ quái. Ngoại trừ người thiên hồ tộc cùng bàn sơn viên tộc vẫn còn như cũ bảo trì tốc độ ban đầu, các tộc leo núi đi theo còn lại liền bắt đầu chậm lại, trận tuyến trên thềm đá cũng theo đó mà bắt đầu càng ngày càng kéo dài ra hàn lập là một gã nhân tộc vậy mà tốc độ leo núi không hề thua kém chút nào với hai tộc thiên hồ và bàn sơn viên ngược lại bước chân hơi có chút nhẹ nhõm thanh thản cảnh này lọt vào trong mắt đám người hai tộc đều cảm thấy rất là bất ngờ từng người thấy vậy càng dốc hết sức tăng nhanh tốc độ leo núi như sợ bị người khác khinh thường khi tuột lại phía sau hàn lập hiển nhiên hàn lập không có lòng hiếu thắng chẳng qua chỉ là chậm rãi bồi tiếp tiểu bạc leo lên trên núi Lúc này, con tiểu bạch viên kia luôn một mực trong đám người bàn sơn viên tộc, bỗng nhiên đi hai bước dừng một bước, tựa như đang nhích gần về phía Hàn Lập cùng tiểu bạch. Không những vậy, ánh mắt của nó không ngừng đảo qua đảo lại dò xét Hàn Lập cùng tiểu bạch, trong đó lộ vẻ hiếu kỳ, lại có phần cảnh giác. Không biết có phải bởi vì trong người hắn có huyết mạch sơn nhà cử viên hay không, mà Hàn Lập đối với ý đồ đến gần của tiểu bạch viên này nhìn có chút thuận mắt, cho nên đối với thăm dò cẩn thận từng ly từng tí của nó, chỉ có mỉm cười. Bàn sơn viên tộc bên kia đối với cử động của tiểu bạch viên dường như lộ vẻ ngầm thừa nhận, cũng không mở miệng quát bảo dừng lại. Tiểu bạch viên cảnh giác phần lớn với hàn lập, cho nên sau khi nó lượn sang một bên khác, liền chủ động tiến gần đến tỷ hưu tiểu bạch. Ngươi không ở cùng với tộc nhân nhà mình, lại gần đây để làm gì chứ? Tiểu bạch thấy thế, rất không khách khí chất vấn, nghe nói trên người ngươi có huyết mạch mặc nhãn tỷ hưu. Tiểu bạch viên cũng không thèm để ý, tự mình hỏi. Đúng thì sao? Tiểu bạch tự mình leo lên, đầu cũng không quay lại nói. Tiên tổ viên hồng đại nhân của chúng ta là một trong bát đại chân linh vương, cũng là hảo hữu chí giao với chân linh vương mặc nhãn tỷ hưu mặc ngọc đại nhân. Tiểu bạch viên nói ra, bọn hắn là bạn tri kỷ, vậy thì đã sao, tiểu bạch thoạt đầu có hơi nghi hoặc một chút, lập tức hỏi. Nghe nói, năm đó bọn hắn cũng mất tích cùng một chỗ. Tiểu bạch viên nói ra, nghe vậy, đột nhiên tiểu bạch trầm mặc lại, người tên là gì, một lát sau, rốt cuộc tiểu bạch nhìn về phía tiểu bạch viên, hỏi viên sơn bạch tiểu bạch viên đáp ngươi gọi viên sơn bạch còn ta gọi là tiểu bạch thật là có chút xuyên phận tiểu bạch trầm ngâm một lát cười nói ngươi gọi tiểu bạch là mặc tiểu bạch sao lông mày tiểu bạch viên nhíu lại hỏi tiểu bạch nghe vậy trần chờ một lát mới có hơi hoảng hốt khẽ gật đầu nó còn chưa khôi phục lại ký ức cho nên ngay cả tên nó cũng không biết kêu là cái gì chỉ có thể mập mờ đáp ứng hàn lập luôn một mực chú ý đến giao lưu giữa hai tiểu gia hỏa thấy cảnh này, trong lòng cũng có hơi chút xúc động. Hai người tiểu bạch cùng viên sơn bạch hàn huyên với nhau, rất nhanh liền không còn thái độ buồn bực trước đó nữa, chẳng mấy chốc bản tính giang hồ của tiểu bạch liền lại nổi dậy, trái một câu tiểu ra, phải một câu bản đại gia làm cho con tiểu bàn sơn viên viên sơn bạch chưa từng rời khỏi tộc đàn, hơn nữa còn chưa có trưởng thành này hù cho sừng suốt một hồi. Ngay khi nghe tiểu bạch còn có một lão đại lợi hại hơn, thì trong mắt viên sơn bạch mơ hồ toát ra các vì sao, lộ ra vẻ hâm mộ và mong chờ vô cùng hắc hắc đừng nóng vội chờ khi nào có cơ hội lão đại ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết tuy tính tình nàng không tốt lắm nhưng làm người rất là trượng nghĩa ngươi nên chuẩn bị quà gặp mặt nàng đi sau khi chờ nàng nhận ngươi thành tiểu đệ tới lúc đó chúng ta sẽ bảo kê cho ngươi tiểu bạch trừng mắt nhìn vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra hàn lập nghe tiểu bạch lại muốn cho kim đồng nhận một tên tiểu đệ không khỏi sờ lên cái mũi có chút dở khóc dở cười nghe hai bọn nó ngươi một câu ta một câu ngược lại trên đường đi cũng có chút niềm vui thú chẳng qua tâm thần hàn lập lại không thả lỏng chút nào luôn một mực xem xét cẩn thận thay đổi xung quanh theo từng bước lên cao hắn phát hiện càng lên cao nguồn lực hấp dẫn phát ra từ trên thềm đá càng trở nên cường đại hơn đã có rất nhiều bộ tộc đã không còn theo kịp hai đại bộ tộc thiên hồ cùng bàn sơn viên phía trước mà rơi lại về phía sau đồng thời ngoại trừ trên mặt đất truyền đến lực hấp dẫn thì bốn phía trong hư không cũng bắt đầu xuất hiện từng trận lực lượng áp bách mạnh mẽ trong khi đám người thiên hồ tộc cùng bàn sơn viên tộc đang leo núi, thì cũng đã bắt đầu trở nên lộ vẻ chật vật. Đợi đến lúc bước tới ngay giữa sườn núi, nguồn sức mạnh đè ép giữa thiên địa liền đã vượt qua chỗ chân núi gấp trăm lần, ngay cả hàn lập leo lên cũng đã bắt đầu cảm thấy có chút hít thở gấp gáp, áp lực khó chịu rồi. Bộ pháp hắn dừng một chút, trong thể nội lặng lẽ vận chuyển thiên sát chấn ngục công, khi đó mới cảm thấy nguồn lực lượng kia thoáng buông lỏng, tiếp đó liền lại leo lên phía trên. Ngoại trừ hai đại bộ tộc ra, tất cả bộ tộc còn lại đều tuột lại phía sau, cho dù bộ tộc leo lên theo cùng, giờ phút này cũng đã từ bỏ không tiếp tục leo núi nữa, thay vào đó bọn họ dọc theo con đường ván gỗ nằm ngang trên sườn núi, chuyển đến bình đài trên hai bên sườn núi. Ngay khi ánh mắt hàn lập đảo qua, liền thấy trên bình đài hai bên, rãi rác từng cái bệ đá hình tròn giống như cái bổ đoàn, những đám người các tộc đi vào bình đài kia, rất tự giác chọn một cái bổ đoàn, nhanh chóng ngồi xuống. Về phần đám người thiên hồ tộc cùng bàn sơn viên tộc, thì đều không có ý dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục leo lên phía trên. Theo lý mà nói, thể phách bàn sơn viên tộc hẳn là trên tộc người thiên hồ, nhưng có chút kỳ quái chính là tốc độ chỉnh thể của bàn sơn viên tộc lại không kịp thiên hồ tộc, dần dần tuột lại về phía sau. Ngược lại viên sơn bạch một đường nói chuyện phiếm với tiểu bạch thì lại dẫn đầu đi về phía trước. Mắt thấy tộc nhân rất lại phía sau, viên sơn bạch đành phải tạm biệt một tiếng với tiểu bạch, rồi nhanh chóng quay về bồi tiếp leo lên núi cùng một chỗ bên người vị viên tộc lão giả nhìn rất là già nua kia trên đường đi phần lớn đám người thiên hồ tộc cùng bàn sơn viên tộc đều rất trầm mặc chỉ là thỉnh thoảng ngoáy đầu về phía hàn lập trong lòng bọn họ đều rất là không hiểu một gã nhân tộc như thế sao mà có thể hành tẩu dọc đường lên núi nhẹ nhõm như vậy trên thực tế chỉ có tự mình hàn lập biết giờ phút này cỗ lực lượng tác động lên trên người hắn hầu như đã ngang bằng với một tòa hùng sơn đại nhạc cho nên mỗi một bước lên cao của hắn thềm đá dưới chân liền sẽ lưu lại một đạo ấn ký nhàn nhạt trải qua ước chừng nửa khắc đồng hồ sau Hàn Lập phát giác tiểu Bạch bên cạnh dường như cũng đã đến cực hạn, mỗi một bước chân đi được đều cực kỳ gian nan, đồng thời mỗi khi đi được mấy bước liền sẽ dừng lại, lè lưỡi thở dốc hồi lâu. Hàn Lập thấy thế cũng thả chậm tốc độ, bồi tiếp nó từ từ leo lên trên núi. Đám người Thiên Hồ tộc từng chút một vượt qua bọn hắn, tiến về phía trước, lúc này trong lòng mới thoáng cân bằng chút ít. Hàn Lập ngẩng đầu liếc qua Liễu Nhạc Nhi, thì thấy nàng dừng ở phía trước, cũng đang quay mặt nhìn về phía mình trên gương mặt lộ một mảnh ửng đỏ còn mang theo mồ hôi trong suốt trong ánh mắt lộ ra vẻ tràn đầy hỏi thăm người hãy đi theo liễu thanh tiền bối lên trên đi chúng ta sẽ lên sau hàn lập truyền âm cho nàng nói ra liễu nhạc nhi do dự một lát sau đó dưới sự thúc giục của liễu thanh nàng đành tiếp tục tiến lên trên thế nào có muốn ta giúp người một chút không hàn lập biết lực lượng chân chính thuộc về mặc nhãn tỳ hưu trên người tiểu bạch vẫn chưa thức tỉnh lấy thực lực của nó bây giờ có thể đi đến nơi này quả thật đã sắp đến cực hạn. Không cần, nghe tiểu bạch viên nói, leo lên đường núi này vốn là loại khảo nghiệm đối với bát phương huyết mạch, người mang huyết mạch càng nồng hậu dày đặc càng có thể anh dũng hướng lên, ta không thể làm mất mặt một thân huyết mạch của mình được. Tiểu bạch lắc đầu, cắn răng nói ra, rứt lời, nó liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi, trong đôi mắt nổi lên tinh thần phấn chấn, rất nhanh tiếp tục leo lên. Hàn lập nhìn ánh mắt của tiểu bạch, dường như trong mơ hồ thấy được một vòng quầng sáng màu vàng, nhưng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất không thấy đâu, hắn lập tức cười cười, cũng tiếp tục tiến lên trên đỉnh núi. chương 1175 tới đỉnh, thời gian trôi qua từng chút một, mặt trời đã đến giữa bầu trời. Bị ngăn cách bởi màn sáng kết giới màu đỏ sập, ánh nắng cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều, nhưng mọi người nhìn đỉnh núi ở xa xa, giờ phút này lại có cảm giác tuyệt vọng. Phía trước bọn họ chỉ còn khoảng trăm bậc thềm đá đỏ sập, chỉ cần leo lên là có thể đến đỉnh núi, thế nhưng chính trăm bậc thềm đá này dường như biến thành một cái rãnh trời khó vượt qua, cơ hồ ngăn cản tất cả mọi người. a à, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết trên đường núi truyền đến. Một tên nam tử thiên hồ tộc sau khi nghỉ ngơi hồi lâu rốt cuộc lấy dũng khí sông lên bậc thềm đá thứ nhất. Nhưng khi bàn chân gã hạ xuống thềm đá, trong nháy mắt, một cự lực tràn trề lập tức ập tới từ bốn phương tám hướng, trực tiếp ép cả người gã bổ nhào về phía trước, thân người phát ra từng âm thanh răng rắc, không biết là xương cốt chỗ nào bị cứng rắn đẻ gãy liễu thanh thấy cảnh này lông mày cao lại bước một bước vào đường núi màu đỏ một tay nhấc tên tộc nhân kia lên ra sức kéo một cái lôi gã lại đoạn đường núi tiếp theo này không phải ai cũng có thể đi người nào trong các ngươi lực lượng huyết mạch yếu đuối nơi đây coi như điểm cuối cùng liễu thanh mang theo tên tộc nhân đã ngất lịm nói với những người còn lại đám người kia nghe vậy sắc mặt đều trở nên khó coi trong lòng bọn chúng đều rõ ràng chỉ cần có thể thuận lợi leo tới đỉnh nhất định sẽ đạt được một thiên đại cơ duyên đỉnh núi rõ ràng gần trong gan tắc, nhưng lại như xa không thể chạm tới. Hàn lập mang theo tiểu bạch từng bước đuổi theo, cuối cùng dừng lại trước trăm bậc thềm đá này. Đến nơi đây, hắn cảm thấy như có một tảng đá lớn ép hắn từ trước ngực tới sau lưng cơ hồ không thở nổi, chân linh huyết mạch trong cơ thể âm thầm huy động, giúp hắn giảm bớt lực lượng thiên địa áp chế này. Cho nên, khi hắn nhìn thấy toàn thân tiểu bạch lông tóc ướt đẫm, trông như một con chó chết nằm sóng xoài cạnh chân hắn, trong lòng không những không có bất kỳ ý diếu cợt gì mà còn cảm thấy tiểu bạch trước mắt rất khác. Cũng không lâu sau, đám người bàn sơn viên tộc cũng đuổi kịp, chỉ là đội ngũ bọn chúng ngoại trừ vị tộc trưởng cao tuổi kia và tiểu bạch viên, chỉ còn lại có 4 năm người. Đến gần đó, bọn chúng cũng đều dừng lại, viên sơn bạch nhìn liếc qua tiểu bạch nằm dạp trên mặt đất, trên mặt tỏ ra vui vẻ, giơ ngón tay cái lên, biểu thị sự khâm phục. Tiểu bạch liền ngọ ngoại đứng dậy, một lần nữa phân chấn tinh thần. Liễu Thanh quay đầu nhìn qua tất cả mọi người vừa đi tới nơi này, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý đảo qua người Hàn Lập, vẻ nghi hoặc trong mắt không giảm đi, trái lại còn tăng lên. Đối với điều này, Hàn Lập sớm đã quen, hắn thậm chí còn phát hiện lão giả có lông mày dài như thể che khuất cả mắt của bàn sơn viên tộc kia, cũng đang lén nhìn đánh giá làm hắn thầm cười khổ không thôi. Tuy nhiên cùng lúc đó, Hàn Lập cũng đang suy nghĩ vì sao mình có thể chống đỡ đến tận đây, hẳn là có quan hệ với huyết mạch sơn nhạc cự viên trong cơ thể mình dù sao đây cũng là một trong tám vị chân linh vương viễn cổ. Đúng lúc này, thiên hồ tộc lần nữa khởi hành, thế nhưng trong hơn 10 người leo đến nơi đây, cũng chỉ còn lại 7 người bao gồm cả Liễu Thanh và Liễu Nhạc Nhi, cùng nhau đi lên đỉnh núi, những người còn lại thì trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bậc thang. Trong 7 người cuối cùng bước lên trăm bậc thang cuối cùng này, ngoại trừ Liễu Thanh, phía sau lưng mỗi người đều rực sáng hào quang trắng như tuyết. Từng cái đuôi cáo màu trắng to khỏe dồn dập kéo dài ra, trên đó cũng sáng lên từng vòng hào quang trắng tuyết. Hàn Lập chăm chú nhìn vào phát hiện số đuôi sau lưng những người này không đồng nhất, phần lớn đều có 7, 8 cái, duy chỉ Liễu Nhạc Nhi là ít nhất, chỉ có 6 cái mà thôi, nhưng trên đó lại có vòng hào quang trắng tuyết sáng ngời nhất. Hơn nữa, theo cảm quan của Hàn Lập mà thấy, loại khí tức man hoang trên người Liễu Nhạc Nhi cũng là thuần hậu nhất, cho dù tộc trưởng Liễu Thanh cũng có chỗ không bằng. Mắt thấy Liễu Nhạc Nhi không lo ngại trọng áp, Hàn Lập cũng yên tâm hơn. Đi thôi, chúng ta cũng lên đi." Hàn Lập nói với tiểu bạch Tiểu bạch vật lộn trên thềm đá, đứng lên lẻ lưỡi, gật nhẹ đầu. Bọn hắn thoáng liếc nhìn lại, chỉ còn hai người tiểu bạch viên đang nghỉ ngơi, rồi bước lên một bước, leo lên trăm bậc thềm đá cuối cùng. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng ngay khi chân hàn lập hạ xuống thềm đá liền cảm thấy một lực lượng to lớn vô cùng từ bốn phương tám hướng tranh nhau ập tới, khiến hắn không giữ được mà lảo đảo. Hai tay hắn đột nhiên chống lên thềm đá, cả người nằm sấp trên bậc thang, nửa ngày không dậy nổi. Mà hoàn cảnh tỳ hưu tiểu bạch bên cạnh hắn cũng không khác là bao, tứ chi quỳ xuống đất không ngừng run rẩy, đang nỗ lực dẫy ruộng, muốn đứng thẳng lên, trong miệng phát ra những âm thanh nghẹn ngào không rõ ràng. Hàn lập quay đầu nhìn nó một cái, cố làm vẻ tươi cười, miệng khẽ hô lên một tiếng. Thiên sát chấn ngục công toàn lực thi triển, chân linh huyết mạch đồng thời được huy động, cả người bộc phát ra ô quang, trong nháy mắt hắn hóa thành hình dạng thần ma ba đầu sáu tay. Hắn lấy sáu tay chống thềm đá, lướt ngang qua, dừng lại gần người tiểu bạch, Bảo hộ nó dưới thân người, leo lên trên giống như một con nhện. Tiểu Bạch ở dưới thân Hàn Lập, mặc dù vẫn chịu đựng trọng áp không gian từ bốn phía, nhưng cuối cùng cũng có một cơ hội tạm nghỉ, cố sức đứng lên, bắt đầu leo từng bước một về phía trước. Leo thêm mười mấy bậc tiếp, tiểu Bạch cảm giác đã thích ứng một chút, dùng tâm thần liên hệ Hàn Lập, muốn tự mình leo lên. Hàn Lập sau khi hơi do dự, quyết định tôn trọng ý kiến tiểu Bạch, lập tức tránh ngang qua một bên. Không có hắn che chở, Toàn bộ trọng áp từ phía trên một lần nữa đè lên thân tiểu Bạch, ép xuống khiến tứ chi nó run lên, như thể chỉ kém chút là chống đỡ không nổi. Tuy nhiên, sau một lát vật lộn, cuối cùng tiểu Bạch vẫn chống đỡ được, không hề ngã xuống, bắt đầu leo từng bước một lên. Chỉ là càng lên cao, không gian trọng áp cũng bắt đầu tăng lên gấp bội, Hàn Lập cảm thấy như sắp không chống đỡ nổi, chứ chưa nói đến tiểu Bạch. Trước mắt chỉ còn lại 10 bậc thang cuối cùng, miệng mũi tiểu Bạch bắt đầu chảy ra vết máu đỏ thấm, tí tách, tí tách nhỏ xuống khiến thềm đá vốn màu đỏ được nhuộm thêm càng tươi mới hơn. Hàn Lập nhìn thấy vậy, lông mày thắt lại, trong lòng lo lắng không thôi. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, một tên thiên hồ tộc nhân trên đỉnh đầu, chỉ thiếu chút nữa là leo tới đỉnh núi, bỗng nhiên không chống nổi trọng áp, trực tiếp bất tỉnh, thân thể khẽ ngả về phía sau, thuận theo thềm đá ngã xuống dưới, sắp va chạm về phía tiểu bạch. Hình thể gã cũng không cường tráng, nhưng dưới trọng áp khủng bố này, lực lăn từ trên xuống không khác gì một ngọn núi. Lúc này, sức lực tiểu bạch đã tiêu hao gần như cực hạt hai tai nó tiếng ù ù không dứt hai mắt mơ hồ không thấy rõ căn bản tránh né không được đừng nói một ngọn núi ép xuống chỉ một cọng rơm đập vào nó cũng có thể hoàn toàn ngã đổ giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc nó chỉ thấy một bóng đen mông lung lướt ngang trước người hình như đụng vào thứ gì đó lập tức ngã lộn bên cạnh nó lăn xuống dưới cùng lúc đó bên tai của nó vang lên thanh âm hàn lập gần tới nơi rồi tiếp tục kiên trì tiểu bạch giật mình một cái tỉnh táo hơn chút Ánh mắt nhìn qua phía trước, không thấy bóng dáng Hàn Lập ở đâu. Nó quay đầu nhìn phía dưới liền thấy Hàn Lập đang cùng với tên Thiên Hồ tộc nhân hôn mê kia lăn xuống dưới. Trong lòng tiểu Bạch dâng lên một dòng nước ấm, cắn chặt hàm răng, từ huyết hầu bộc phát một tiếng gào rú mười phần dã tính. Cùng lúc đó, trong hai mắt nó, viền con ngươi tối tăm sáng lên một vòng hào quang màu vàng, xương cốt toàn thân phát ra từng tiếng nổ, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể tựa như thu được một lực lượng trước nay chưa từng có. Tứ chi nó cùng sử dụng bắt đầu nhanh chóng leo lên phía trên, thẳng một mạch lên đỉnh núi. Đi lên, ta đi lên, sau khi tiểu bạch bò lên, còn không kịp mừng rỡ, đột nhiên cảm thấy toàn thân mất lực, hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. Liễu nhạc nhi đã leo lên đỉnh núi trước thấy thế, bất chấp đang điều tức, vội vàng chạy tới. Hắn không việc gì, chỉ là tạm thời bị phong ấn lực lượng huyết mạch mới kích phát, nghỉ ngơi một lúc có thể khôi phục lại. Một nam tử tuấn lãng, thân mang áo bảo trắng đi tới nói. Tham kiến vương thượng, Liễu Nhạc Nhi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chân linh vương Bạch Trạch, hơi kinh ngạc nói. Ngươi nghỉ ngươi đi, ta sẽ chăm sóc nó. Bạch Trạch nói với nàng, Liễu Nhạc Nhi hơi do dự, sau đó vẫn gật đầu, lui lại. Bạch Trạch ôm lấy tiểu Bạch đứng lên, cổ tay vận chuyển, lấy ra một viên đan dược màu đỏ sậm cho nó ăn vào, sau đó ánh mắt nhìn xuống dưới núi, trong mắt hiện lên thần sắc vui mừng, cười nói. Một kẻ nhân tộc, có thể vì ngươi làm như vậy, quả thực rất không dễ dàng. Trên đường cổ lên núi, Hàn Lập đã thoát khỏi tên thiên hồ tộc nhân kia, duỗi sáu tay bắt lấy thềm đá xung quanh, nhưng cũng khó mà ổn định thân hình, không ngừng lăn xuống phía dưới. Dưới không gian trọng áp, mỗi lần Hàn Lập quay cuồng đều có lực ngàn cân, thanh thế cực lớn, nếu quả thật một đường ngã xuống không dừng, gân cốt tổn thương có lẽ không tính gì, nhưng tạng phủ chấn động thì không thể khinh thường. Ngay khi hắn rơi mạnh xuống, trong nháy mắt bị văng lên cao, một bàn tay khổng lồ bỗng thò ra, cứng rắn kéo hắn lại với một lực đạo khủng bố. Sau khi hạ xuống đất, miệng hàn lập thổ ra máu tươi rất vất vả mới ổn định thân hình hắn phát hiện chính lão giả lông mi dài bản sơn viên tộc đã giữ hắn lại đa tạ tiền bối hàn lập thấy thế vội ôm quyền nói ra người kia chỉ nhún hàng mi dài màu trắng cười với hắn một cái lập tức cùng tiểu bạch viên bên cạnh tiếp tục chậm rãi leo núi hàn lập nhìn bóng lưng bọn họ một chút rồi khoanh chân ngồi xuống lấy một viên đan dược ăn vào nhắm mắt điều tức sau một lát hắn tự thấy hồi phục mấy phần khí lực lần nữa đứng dậy, nhìn về đỉnh núi vừa đi qua. Vừa rồi bị thương, giờ tiếp tục leo núi, độ khó so với lúc trước đó còn hơn mấy phần. Hàn lập yên lặng vận chuyển luyện thần thuật, thần niệm tụ lại, thiên sát chấn ngục công và chân linh huyết mạch trong cơ thể toàn lực kích phát, bắt đầu tiếp tục leo lên. chương 1176, người cũng nhập điện. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, bầu trời chiều xa xăm hạ xuống, trên đỉnh núi được tà dương chiếu rọi, phảng phất kim đỉnh Phật quang, chiếu rọi ra vạn đạo quang mang. Trên quảng trường đỉnh núi, đã đứng gần trăm người, trong đó tu sĩ đại la cảnh có mười mấy vị, 16 người trong đó chính là tộc trưởng 16 đại hoang tộc, còn thừa lại mấy người cũng là thủ lĩnh cường đại nhất trong 100 bộ tộc đứng đầu. Ngoại trừ bọn họ, những người còn lại đều là thế hệ trẻ tuổi trong các tộc, thiên tư thông minh nhất, huyết mạch tinh túy nhất, cũng chỉ có những người này mới có thể một đường kinh lịch khảo nghiệm leo núi, leo được đến đỉnh núi. Trong đó, Hỗn khoát bộ tộc có số người nhiều nhất, chừng hơn 10 người, mà bàn sơn viên tộc thì ít nhất, chỉ có một mình viên sơn bạch. Hỗn khoát bộ tộc chính là một trong tám đại chân linh vương, một trong hậu duệ huyết mạch la hầu. Tộc đàn này thập phần lớn mạnh, thực lực tổng hợp thậm chí còn mạnh hơn so với anh mã bộ tộc, là một phương thế lực cực kỳ cường đại trong man hoang giới vực. Tộc trưởng đương nhiệm là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, thân mang một bộ áo bảo tím trói mắt thêu hoa, bên ngoài bảo bọc một kiện áo giáp phải đen nửa người, bắp thịt cả người phồng lên, nhìn tràn đầy lực lượng có tính bạo tạc. Ngũ quan gã thập phần xấu xí, trên mặt tựa như bám vào một tầng giáp, khắp nơi đều là gai nhọn nhô ra, một cái miệng rộng lớn như con cóc, dưới hàm còn gắn râu ngắn màu tím, giống như cương châm nhô ra, nhìn có chút cương nghị tinh mãnh. Mà khí tức trên thân gã vô cùng cường đại, có thể so với tu sĩ đại la hậu kỳ. Giờ phút này, ánh mắt của gã đảo qua toàn bộ quảng trường, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, do dự một chút, gã đi vào chính giữa quảng trường, khom người thi lễ với một người đứng trong đó. Người kia một thân trường bào tuyết trắng, dung mạo tuấn lãng, khi khái bất phàm, chính là chân linh vương bạch trạch. Vương thượng, man hoang chúng tộc đã tề tựu đủ, trên bát hoang cổ đạo cũng đã không còn người leo lên, vì sao còn chưa bắt đầu huyết tự đại hội. Hỗn khoát tộc trưởng mở miệng hỏi, không vội, đợi thêm một người nữa, không sai biệt lắm cũng sắp tới rồi. Bạch trạch nhìn thoáng qua tiểu bạch bên cạnh vừa mới tỉnh lại không lâu, nói ra. Lão vừa dứt lời, chỗ rìa phía bắc quảng trường truyền đến một tiếng gầm nhẹ, một thân ảnh như nhện từ dưới vách núi đá nhảy lên một cái, rơi xuống trên quảng trường. Người vừa tới không phải ai khác, tự nhiên chính là Hàn Lập. Hắn vận dụng thiên sát chấn ngục công và chân linh huyết mạch, còn dùng thời gian pháp tắc phụ trợ, hao tốn hơn ba canh giờ, rốt cuộc đã leo lên đỉnh núi. Tiểu Bạch liếc mắt liền thấy Hàn Lập được bao trùm trong kim quang ở đỉnh núi, lập tức chạy tới hắn. Một bên khác Liễu Nhạc Nhi cũng lộ vẻ vui mừng, lập tức tiến lên ninh đón trên thân hàn lập lóe lên quang mang, dị trạng ba đầu sáu tay hoàn toàn biến mất, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nhưng trước đó hắn biến hóa ra hình tượng cổ quái, đã rơi vào trong mắt những người khác, mà trên thân hắn ẩn chứa khí tức kỳ lạ, cũng bị đám người phát hiện ra. Trường nghi lão giả bản viên tộc chỉ nhắm hai mắt lại, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, mà những tộc trưởng các tộc còn lại đều lộ vẻ không bình tĩnh. Là nhân tộc, vì sao nhân tộc có thể leo lên thánh sơn chúng ta? Một tên nam tử trung niên thân cao hơn một trượng, mặt tím dâu ngắn, dung mạo cực giống lân báo, phía sau sinh ra cánh thịt màu đen mở miệng đầu tiên, trong giọng nói tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đó chính là tộc trưởng phi thiên báo tộc, tộc này cũng là hậu duệ huyết mạch đào một, bất quá lại không thuần khiết bằng xô ngô bộ tộc, chính là do một vị lão tổ nào đó trong xô ngô bộ tộc sinh sôi ra chi này. Bọn họ mặc dù cũng là một trong 16 đại hoang tộc, nhưng thủy trung bối phận thấp hơn xô ngô tộc. Trên người hắn sao lại có khí thức chân linh, còn không chỉ một loại. Một tên nam tử đầu điêu thân người chấp kích khác quát lớn, sau lưng có hai cánh chim nhịn không được hơi mở ra, hai cánh rung động ầm ầm, lại có tia điện màu bạc quấn quanh. Người này là tộc trưởng Ngân Xí Lôi Bằng, một trong 16 đại hoang tộc. Trong 16 tộc trưởng đại hoang tộc còn lại, cũng có một nửa kinh sợ không thôi, từng người muốn giết chết Hàn Lập cho thống khoái. Trong khánh viên bộ tộc, một lão giả mặt trắng thân hình còng xuống thấy thế, chỉ âm thầm cười lạnh, không nói gì. Lão chính là tộc trưởng khánh viên tộc, là tộc trưởng một trong 16 đại hoang tộc, là một trong không nhiều người đã sớm biết thân phận Hàn Lập. Hai người Khánh Điển và Khánh Sử cũng đứng sau lão này, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn Hàn Lập. Bạch Trạch thấy đám người tức giận, không khỏi hơi cau mày. Chư vị tộc trưởng an tâm chớ vội, vị này là Hàn Lập đạo hiếu, là vương thượng cố ý mời đến xem lễ. Lợi kỳ mã đứng ở sau lập tức hiểu ý, đi vào giữa đám người và Hàn Lập, cao giọng tuyên bố. Đám người nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trong lòng nghi hoặc khó trừ, nhưng không một ai lên tiếng chất vấn nữa. Chư vị yên tâm, vị Hàn đạo hữu này chính là bằng hữu man hoang tộc chúng ta, đúng là hắn đã tìm được huyết mạch còn tồn của Mạc Nhãn Tỳ Hưu, một trong viễn cổ bát phương, cũng một đường hộ tống hắn trở về. Lợi Kỳ Mã tiếp tục nói, nguyên lai là hắn, trong đám đông có người sợ hãi than, hiển nhiên một ít sự tích của Hàn Lập đã truyền ra trong man hoang chân linh. Hàn Lập cũng không kỳ quái với phản ứng của mọi người, ánh mắt của hắn đảo qua trên quảng trường khi ánh mắt rơi vào trên thân xô ngô bộ tộc, ánh mắt không khỏi hơi chậm lại, lại là gã. Chỉ thấy đứng đầu sô ngô tộc nhân là một tên thanh niên tóc trắng thân hình cao lớn, khuôn mặt âm lệ, thân mang trường bào gấm vóc màu trắng và màu vàng nhạt, hai tay chắp sau lưng, đang nở nụ cười quỷ quyệt nhìn qua hắn. Hàn Lập đương nhiên nhận ra gã, người này chính là gia hỏa năm đó định cướp đạo đan của hắn. Tên kia cũng đồng dạng liếc mắt nhận ra hắn. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng toát ra một ý niệm trong đầu, thật sự là oan ra ngõ hẹp. Mà khi ánh mắt Hàn Lập rời đi, ánh mắt liền rơi vào trên thân thiên hồ tộc nhân, hắn phát hiện ngoại trừ những người trước đó leo lên núi kia, trong đám người vậy mà nhiều ra một thân ảnh quen thuộc, thình lình chính là Hồ Tam. Ánh mắt Hồ Tam và Hàn Lập chạm vào nhau, gật đầu chào nhau một chút, chưa kịp dùng tâm thần liên hệ, Hàn Lập đã bị lợi kỳ mã gọi lại, dẫn đi tới giữa quảng trường. Bái kiến chân linh vương, Hàn Lập ôm quyền thi lễ với Bạch Trạch, Bạch Trạch gật đầu cười, nhìn thoáng qua bầu trời phía tây, chỉ thấy bầu trời xanh đậm, Phía trên đã nổi lên rất nhiều ngôi sao, lóe lên tỏa ra hào quang yếu ớt. Thời gian đến rồi, nghi thức chuẩn bị bắt đầu. Bạch Trạch gật đầu nhẹ, tự nói ra, các tộc tộc trưởng nghe vậy, lập tức tự mình chỉnh đốn tộc nhân, tụ tập chỉnh tề trên quảng trường. Bạch Trạch đi vào phía trước mọi người, ánh mắt quét qua đám người, mở miệng nói ra. Hôm nay huyết tự đại hội, Màn Hoàng chúng tộc ta ngàn vạn năm đến nay ít có việc trọng đại, sở dĩ chưa từng tổ chức, có rất nhiều nguyên nhân không thể kể ra. Bây giờ toàn bộ tiên vực loạn tượng dần dần nổi lên, chỉ sợ đã đến thiên địa đại kiếp mà năm đó Mặc Nhãn Tỷ Hưu đã nói, man hoang chúng tộc ta sẽ bị cuốn vào trong đó, cũng là dòng lũ khó cản. Đám người nghe lời ấy, có nhiều nghi hoặc không hiểu, chỉ có các tộc trưởng thần sắc đột biến, hiển nhiên người biết năm đó Chân Linh Vương Mặc Ngọc lưu lại tiên đoán cũng không tính là nhiều. Hàn Lập tự nhiên không biết được chuyện này, bất quá tiên vực những năm qua đại thế biến hóa, dựa vào kinh nghiệm bản thân, hắn cũng ngửi được chút hương vị cho nên ngược lại so với một ít tiểu bối chúng tộc trong man hoang, lại có thể hiểu được lời bạch trạch nói. Thiên hạ đại thế biến hóa, chỉ có người khi gió thổi mới nổi lên, thậm chí chưa đến thời điểm đã phát giác và đã chuẩn bị, mới có thể trong thời điểm phong lôi lóe sáng, không bị động cuốn vào trong đó, ngược lại có thể đứng ngạo nghễ đầu chiều. Tiểu bạch đứng bên cạnh hàn lập, mặc dù nghe không hiểu gì, nhưng nghe mặc nhãn tỷ hưu lưu lại tiên đoán, liền đặc biệt lắng nghe nghiêm túc. Hôm nay đang lúc lấy huyết tự chi tế, mở ra man hoang thánh điện, thời điểm mở ra tu la huyết môn, vị trí man hoang bát phương chống chỗ đã lâu, cũng là thời điểm triệu hoán bọn hắn trở về, tái tạo vinh quang man hoang. Bạch Trạch tiếp tục nói, trong ánh mắt lóe ra điểm điểm kim quang. Bát phương quý vị, tái tạo vinh quang, bát phương quy vị, tái tạo vinh quang. Lão nói ngắn ngủi mấy câu, trong nháy mắt đã kích động man hoang chúng tộc như nhóm lửa, nhao nhao cao giọng hô quát không thôi. Hàn Lập nghe lời ấy, trong lòng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ huyết tự đại hội này là một loại nghi thức tế tự nào đó, dùng cách này triệu hoán những chân linh vương đã mất tích còn lại. 16 hoang tộc, người huyết tự các tộc ở đâu? Bạch trạch quát một tiếng, trong anh mã bộ tộc, lợi kỳ mã dẫn đầu đi ra, lồng ngực cao thẳng, khí vũ hiên ngang, đứng ở phía trước đội ngũ. Trong thiên hồ tộc, liễu nhạc nhi cũng bước nhẹ ra, đi tới trước người tộc nhân. Ngay sau đó, trong khánh viên tộc, khánh điển cũng xảy bước ra, đi tới phía trước nhất. Trước đó gã bị hàn lập chặt đứt răng nanh, không biết gắn lại như thế nào, nhìn tự nhiên như lúc ban đầu. Trong sô ngô bộ tộc thì đi ra tên thanh niên tóc trắng khuôn mặt âm lệ kia, khoanh tay, đứng ở phía trước. Trong hỗn khoát bộ tộc thì đi ra một tên cự hán như thiết tháp, thân mang vải giáp màu đen, khuôn mặt tựa như lợn rừng, bờ môi lồi ra ngoài, ở trong lại sinh ra ba cặp răng trắng xâm nhiên, cong như câu nguyệt, nhìn có chút hung ác. Trong ngân xí lôi bằng tộc, đi ra là một tên thanh niên mình trần tóc bạc bùa cao, chỗ mi tâm có một dấu lôi điện màu vàng, phía sau thì sinh ra hai cánh lông vũ, phía trên hình như có tia điện quấn quanh, thỉnh thoảng rung động đôm đốp. Bàn sơn viên tộc, tiểu bạch viên kia cũng lập tức đi ra phía trước, nhìn sang phía hàn lập bên này. Tiểu bạch đứng bên cạnh hàn lập, do dự một chút, ngẩng đầu nhìn hàn lập một cái. Hàn lập nhìn nó gật đầu cười, tiểu bạch liền rời khỏi bên cạnh hắn, đi tới trước đội ngũ. Người tám tộc này, xem như hậu dưới huyết mạch trực hệ viễn cổ man hoang bát phương, về phần tám tộc khác, như thông thiên thử tộc, bách túc long tộc, hóa cốt xa tộc, Thông tí viên tộc đều thuộc về bảng chi huyết mạch. Ngay trong bọn họ cũng tự mình đi ra một người, xung làm người bồi tự. Tất cả người huyết tự đi cùng ta vào thánh điện, những người còn lại lưu lại trên quảng trường chờ pháp trận mở ra. Bạch Trạch hạ lệnh, Cần Tuân Vương thượng thánh lệnh, đám người nhao nhao hô, nói xong, Bạch Trạch quay người đi đến một tòa thạch điện hình tròn phía sau quảng trường, bọn người lợi kỳ mã cũng đi theo phía sau, đi đến phía thạch điện. Người cũng nhập điện, lúc này, Bạch Trạch bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hàn lập một cái nói ra